Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con tu nữ tinh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý Phật tử. Và hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2020 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình trong bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 76, kinh Sandaka, Sandaka Sutta. Phân đoạn 357 đến 358 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Nhằm mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, và chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh quyến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay trong bộ kinh bài 75, kinh bài 76, kinh Sandaka, Sandaka Sutta, phân đoạn 357 đến 358 sẽ do Thượng tọa Giác Đăng Pháp Đăng giảng giải. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích. Nam mô Bổn Sư Thích. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, thân chào quý vị tu nữ quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có những du sĩ ngoại đạo thì cũng có tâm
có tâm chống đối với Đức Phật, giáo pháp. Nhưng mà cũng có những vị du sĩ trước hết mình nói chuyện từ thấp lên cao, chuyện ở ngoài vỏ vô tới trong ruột, kính mến Đức Phật, kính mến giáo pháp của Đức Phật. Như bài kinh hôm nay, du sĩ Sandaka đã yêu cầu tôn giả Ananda thuyết lên pháp thoại của bậc đạo sư ngài giảng dạy. Ngài Ananda, ngài có cách trình bày thuyết giảng khiến cho người nghe trước hết là họ không có bị phản cảm. Khi mà ngài chưa có nói lên về cái nội dung giáo lý của Đức Phật, mà ngài trước hết là để trình bày về cái quan điểm những giáo thuyết không phải là cơ sở tốt để sự chuyển hóa cuộc sống, mà ngài gọi là phi phạm hạnh trú. Và ngài cũng trình bày về bốn pháp bất an phạm hạnh. Hôm nay chúng ta chỉ học có cái phần đoạn đầu là nói về bốn phiền phạm hạnh trú mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Đăng Bỉ Hán Sư, trong ngài sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời của tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh kinh phần đầu trước khi thỉnh Thượng tọa giảng sư thuyết giảng Bồ Tát Thầy. Dạ, sa thú Lâm Thầy, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh nè. Bài kinh hôm nay, bài kinh 76, kinh Sandaka, Sandaka Sutta, phân đoạn 357 đến 358. Tên bài kinh lấy theo nhân vật chính, du sĩ ngoại đạo Sandaka, người đến đối thoại với tôn giả Ananda trong bài kinh này. Thổ ấy, Đức Thế Tôn trú ở Kosambi, bây giờ có cuộc gặp mặt giữa tôn giả Ananda và du sĩ Sandaka, có cuộc đàm luận về đạo lý. Vị thị giả của Đức Phật đã có một trình bày về sự khác biệt tương phản giữa giáo pháp của Đức Phật và giáo thuyết của ngoại đạo. Tôn giả Ananda là thị giả của Đức Thế Tôn, ngài là bậc thông tuệ tuyệt vời và có trí nhớ phi thường. Tôn giả được xem là vị thủ khố của chánh pháp, là vị đã trùng tuyên phần lớn những lời dạy của Đức Phật trong kỳ kết tập tam tạng lực đầu tiên. Du sĩ Sandaka là một du sĩ ngoại đạo, có đồ chúng sau này đưa tất cả gia nhập tăng đoàn đệ tử Phật. Không có nhiều chi tiết được đề cập về vị này trong tam tạng kinh điển. Đoạn 357, một câu hỏi về tổng quan giáo pháp không được trả lời ngay. Trong sự thân thiện và nhiều thiện chí học hỏi, du sĩ Sandaka muốn biết về lời dạy của Đức Phật. Kinh văn, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, Kiều Thượng Nhi, tại tu viện Ngô Xí Tá, Cù Sư La. Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka trú ở hang Bí Lắc Cá với đại chúng du sĩ, khoảng độ 500 du sĩ,
Rồi tôn giả Ananda vào buổi chiều từ thiền tịnh đọc thư đứng dậy và nói với các tỷ kheo: Chư hiền, chúng ta hãy đi đến Đê Quá Cá Tá Xô Phá để xem hang. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Ananda với một số đông tỷ kheo đi đến Đê Quá Cá Tá Xô Phá. Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka ngồi với đại chúng du sĩ đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về đồ mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu. Du sĩ Sandaka thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình: Các giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy lặng tiếng. Nay đệ tử Sa-môn Gotama, Sa-môn Ananda đang đến. Khi nào các đệ tử của Sa-môn Gotama trú ở Kosambi, thời Sa-môn Ananda này là một trong những vị ấy. Các tôn giả ấy ưa mến trầm lặng, tu tập trong trầm lặng, tán thán trầm lặng. Nếu biết chúng này trầm lặng, có thể ghé tại đây. Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Tôn giả Ananda đến chỗ du sĩ Sandaka. Du sĩ Sandaka thưa với tôn giả Ananda: Hãy đến, tôn giả Ananda. Thiện lai, tôn giả Ananda. Đã lâu tôn giả Ananda mới tạo cơ hội này, nghĩa là đến đây. Tôn giả Ananda, hãy ngồi đây, là chỗ ngồi đã sẵn sẵn. Tôn giả Ananda ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sandaka lấy một ghế thấp khác ngồi, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với du sĩ Sandaka đang ngồi một bên: Này Sandaka, nay các vị hội họp nhau ở đây đang bàn vấn đề gì và chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn? Tôn giả Ananda, hãy gác một bên vấn đề chúng tôi đang hội họp bàn luận. Lát nữa tôn giả Ananda nghe lại cũng không khó khăn gì. Lành thay, nếu được tôn giả Ananda thuyết cho pháp thoại vì đạo sư của mình. Vậy này Sandaka, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ giảng. Thưa vâng, tôn giả. Du sĩ Sandaka vâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau. Đoạn 358. Trước khi nói điều gì là Phật pháp, hãy nói về những gì không phải là pháp Phật. Đầu tiên, tôn giả đã không đi thẳng vào tổng quan giáo pháp của Đức Phật, mà nói lên những giáo thuyết không phải là cơ sở tốt cho sự chuyển hóa cuộc sống, mà ngài gọi là phi phạm hạnh trú. Kinh văn: Này Sandaka, bốn pháp phi phạm hạnh trú này do Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A La Hán, chánh đẳng giác tuyên bố, và bốn pháp bất an hạnh cũng được tuyên bố. Ở đây, người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp chí thiện. Tôn giả Ananda, bốn pháp phi phạm hạnh trú do Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Và ở đây, người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và chí thiện. Bốn pháp phi phạm hạnh trú ấy là gì? Thuyết vô hành, kinh văn. Ở đây này Sandaka, có vị đạo sư có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả vị thuộc các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh. Sau khi đã tự mình giác ngộ với thắng trí tuyên bố về đời này và đời sau, con người này do bốn đại hợp thành,
khi mệnh chung, địa đại quy nhập địa giới, thủy đại quy nhập thủy giới, hỏa đại quy nhập hỏa giới, phong đại quy nhập phong giới, các căn nhập vào hư không. Bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm gánh người chết mang đi đến chỗ mã táng và thốt ra những lời kể lễ đặc tánh của người chết. Các xương thành màu xám như chim bồ câu và những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có những người ngu mới tán dương bố thí, lời nói của họ trống không giả dối, vô ích khi họ chấp thuyết có sự hiện hữu ác thí cá quá đá. Kẻ ngu cũng như người trí, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt thất, không còn tồn tại sau khi chết. Ở đây này Sandaka, có người trí suy tư như sau. Vị tôn sư này thuyết lý như vậy, quan điểm như vậy, không có bố thí, không có lễ hy sinh, vân vân, không còn tồn tại sau khi chết. Nếu vị tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sống, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng sống môn quả. Và ta không có nói, cả hai chúng ta sau khi thân hoại mệnh chung sẽ bị đoạn diệt, tiêu thất, sẽ không hiện hữu sau khi chết. Thật sự là quá độ hạnh lạ thể, trọc đầu tinh tấn ngồi chỗ họ, nhổ lông tóc của vị tôn sư này, trong khi ta sống trong gia đình, được con cái bao bọc quanh quay. Thọ dụng chiên đàn ca si, mang dùng vòng hoa, hương liệu phấn sáp, hưởng thọ vàng bạc, và trong đời sau ta sẽ đồng đẳng với vị tôn sư này về chỗ thọ sanh. Như vậy, ta biết gì, thấy gì mà sẽ sống phạm hạnh dưới vị đạo sư này. Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú này, yểm ly hạnh ấy và bỏ đi. Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ nhất, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Và ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy. Và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo và pháp và trí thiện. 2. Thuyết vô nhân quả. Kinh văn, lại nữa này Sandaka, ở đây có vị đạo sư, có thuyết lý như sau, có quan điểm như sau. Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp đoạt, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất này, làm thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ nam phía sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu người khiến đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội ác, gây ra tội ác. Nếu đi bên bờ bắc phía sông Hằng, bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, tạo nên phước báo, bố thí, tự điều phục, tự chế ngự, nói thật không có công đức, không tạo nên công đức. Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau. Vị tôn sư này có thuyết lý như vậy, có quan điểm như vậy, tự làm, khiến người làm, vân vân, không tạo nên công đức. Nếu vị tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sống, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng sa môn quả, và ta không có nói, hành động cả hai chúng ta không tạo ra tội ác, thật là sự quá độ, vân vân, mà ta sẽ sống phạm hạnh dưới vị đạo sư này. Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú này, yểm ly hạnh ấy và bỏ đi. Như vậy này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ hai, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã tuyên bố. Và ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. 3. Thuyết định mệnh. Kinh văn, lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị đạo sư có thuyết lý như vậy, có quan điểm như vậy. Không có nhân, không có duyên,
các loài hữu tình bị nhiễm ô, không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình sẽ bị nhiễm ô, không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh, không nhân, không duyên, các loài hữu tình sẽ được thanh tịnh, không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có cố gắng của người, tất cả loài hữu tình, tất cả chúng sanh, tất cả sanh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Họ bị dẫn dắt, chi phối bởi định mệnh, bởi sự trùng hợp, bởi tự tánh. Họ thường khổ lạc, y theo sáu sanh loại. Ở đây, này sanh đá cá, người có trí suy tư như sau. Vị tôn sư này có thuyết lý như vậy, có quan điểm như vậy, không có nhân, không có duyên, vân vân. Họ hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu sanh loại. Nếu vị tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sống, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng sa môn quả, và ta không có nói, cả hai chúng tôi không có nhân, không có duyên sẽ được thanh tịnh, thật sự là quá độ, mà ta sẽ sống theo hạnh ấy dưới vị đạo sư này. Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú này, yểm ly hạnh ấy và bỏ đi. Như vậy, này sanh đá cá là phi phạm hạnh trú thứ ba, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Và ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. 4. Thuyết luân hồi tịnh quá. Kinh văn, lại nữa này sanh đá cá. Ở đây, vị đạo sư có thuyết lý như vậy, có quan điểm như vậy. Có bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động không chuyển biến, không xâm hại nhau. Chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Thế nào là bảy? Địa phân, thủy phân, hỏa phân, hỏa thân, phong thân, khổ lạc, và thứ bảy là mạng. Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động, không chuyển biến, không xâm hại nhau. Chúng đến nhau, hoặc cả khổ và lạc. Ở đây, không có người giết hại, hoặc người bị giết hại, hoặc nghe người nói, hoặc biết, hoặc khiến cho biết. Khi có một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không ai tước đoạt sinh mạng của ai cả. Lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Có tất cả là 1400.000 chủng loại thác xanh, lại có thêm 61 trăm và 100 và 6 100, có 5 100 loại nghiệp, và có 5 nghiệp theo 5 căn, có 3 nghiệp về thân khẩu, có toàn nghiệp thân và khẩu, 8 nghiệp ý, có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa, 4900 sanh nghiệp, 4900 kẻ du hành, 4900 chỗ ở của loài Naga, 2000 căn, 3000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai, sanh từ đốt, hay hệ hay ly hệ thoai thai, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 báo quốc tá, núi hay hồ nhỏ, 7000 báo quốc tá, 700 bá bá tát, vực thẳm, 7 mộng, 700 mộng, có 8.400.000 đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người trí, sau khi lưu chuyển, luân hồi, sẽ trừ tận khổ đau, không có lời nguyện. Với giới này, với giới cấm này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín mùi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã được thuần thục. Bởi những nhẫn thọ liên tục không thể đo lường, khổ và lạc với những vật đo lường, trong luân hồi không có tăng giảm, không có cao thấp. Ví như cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người trí sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ chấm dứt khổ đau. Ở đây, này sanh đá cá, người có trí suy tư như sau.
vị tông sư này có lý thuyết như vậy, có quan điểm như vậy, có bảy thân này, vân vân, sẽ chấm dứt khổ đau. Nếu vị tông sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sống, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng sa môn quả, và ta không có nói cả hai chúng tôi sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ chấm dứt khổ đau. Thật là sự quá độ hạnh lõa thể, trọc đầu, tinh tấn ngồi chở họ, nhổ lông tóc của vị tôn sư này, trong khi ta sống trong gia đình, được con cái bao bọc đanh vây, thọ dụng chiên đàn ca si, mang dùng vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, hưởng thọ vàng bạc, và trong đời sau ta sẽ đồng đẳng với vị tôn sư này về chỗ thọ sanh. Như vậy ta biết gì, ta thấy gì, mà ta sẽ sống theo hạnh ấy với vị đạo sư này. Vị ấy sau khi biết vi phạm hạnh trú này, yểm ly theo hạnh ấy và bỏ đi. Như vậy này Sandaka, là vi phạm hạnh trú thứ tư được Thế Tôn bậc Tri Giả Kiến Giả bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Và ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. Này Sandaka, bốn phi phạm hạnh trú này được Thế Tôn bậc Tri Giả Kiến Giả bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Và ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh lý, pháp và trí thiện. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda, thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda, bốn phi phạm hạnh trú này đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố là phi phạm hạnh trú. Và ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo hạnh, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh lý, pháp và trí thiện. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đăng giảng dạng đại học vừa đạt. Sau đây, chúng con kính cung thỉnh cùng. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ Thượng Tòa Tỳ Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Tân, Thượng Tòa Minh Hạnh, để được Tề Tri Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Ni kính chào quý bài cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Thì buổi hôm nay chúng ta học cái bài kinh Trung Bộ, cái bài kinh số 76 Sandaka. Đó là tên của một vị du sĩ ngoại đạo ở trong cái nhóm này. Vị này đã được gặp Tôn giả Ananda và muốn Tôn giả Ananda nói lên cái lời dạy của Đức Phật. Thì Tôn giả Ananda đó thì ngài biết và ngài nói về bốn cái phi phạm hạnh trú. Phi phạm hạnh trú là mình có hành theo cái đó thì mình với người khác cũng giống nhau thôi, nên gọi là bất an á, bất an. Mình có hành thì cũng không có kết quả gì. Thì chúng ta nghe trong cái bài học này đó, nếu mà chúng ta để ý đó thì cũng rất là dễ hiểu, cũng không có gì mà khó hiểu. Nhưng mà nếu mà để chúng ta hiểu hết bốn cái phi phạm hạnh trú này, nó không phải dễ. Thì thường chúng ta không, mà chúng ta biết rằng đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác đó. Và khi mà ngài chứng được cái lậu tận minh và ngài chấm dứt cái lậu hoặc luân hồi sinh tử đó, thì trong khi đó thì tất cả chúng sanh trong 31 cõi, thì chúng ta biết như là bốn cõi khổ, bảy cõi vui dục giới, rồi 16 cõi sắc giới, một cõi vô tưởng trong cõi sắc giới, rồi bốn cõi vô sắc là 31 cõi. Và chúng ta cứ nhào lên nhào xuống như vậy, cứ nhào lên nhào xuống. Và có những cái điểm mà chúng ta cần nhớ ở trong đây đó, là vì thường thường những vị phạm thiên đó, những người chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đến bốn thiền vô sắc á, họ sanh lên cõi đó đó thì họ chết xong rồi họ sanh xuống, họ làm người tam nhân.
Mà khi làm người tâm nhân đó, họ tu thiền, họ nhớ, họ nhớ được đời trước của họ. Và trong nhớ cái đời trước của họ đó, họ đưa ra những cái lập luận. Những cái lập luận này đó thì chúng ta thấy ở trong bài Kinh Phạm Võng có nói về những cái lập luận đó. Họ hành trì theo những cái lập luận mà họ đã thấy, đã biết một phần nào đó, chứ họ không thấy biết toàn diện như Đức Phật. Họ không thấy biết toàn diện như Đức Phật hay là các vị thánh giải thoát biết được cái. Bởi vì thường thường chúng ta biết rằng khi một cái người mà vô minh đó, mà diệt một phần đó, minh sanh một phần đó, là tâm đạo trong quả sanh lên cho vị đó trở thành vị thánh đó, thì những vị như vậy mới có cái tri kiến hoàn hảo, mới cái tri kiến hoàn hảo. Cái tri kiến của vị đó, đó là mình thấy rằng vị đó không có rơi vào bốn đọa xứ nữa, vì không còn bốn tâm tham hợp tà đó quý vị, và tâm si hoài nghi. Nên đó, những cái vị thánh tu đạo quần đó là những vị đó đó có cái tri kiến là vị thánh hữu học. Còn cái tri kiến hoàn hảo thì chúng ta biết rằng vị chánh đẳng giác, hoặc là vị độc giác, hoặc là vị thinh văn giác. Những vị đó là đã thấy hoàn hảo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, và kính bạch Thượng Tọa và Pháp Đăng, và chúng con đã hết nghe tín hiệu của Thượng Tọa rồi ạ. Nếu như Thượng Tọa có nghe thì chúng con xin tín hiệu của Thượng Tọa. Dạ, alo, con không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có còn trước máy không ạ? À? Hay là đường nick của sư bị gì rồi ạ? À? Dạ, con kính nhờ Đại Đức Tề Tri liên hệ với Đại Đức Pháp Đăng giùm con ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, có lẽ Thượng Tọa Pháp Đăng đang gặp trục trặc kỹ thuật. Hy vọng trong giây lát Thượng Tọa sẽ trở lại. Và trong lúc chờ đợi Thượng Tọa trở lại, chúng tôi xin được tiếp lời. Thưa quý vị, như lời dẫn nhập của Thượng Tọa Tuệ Siêu là khi du sĩ Sandaka muốn hỏi tôn giả Ananda về lời giải của Đức Phật, có một cách trình bày của tôn giả Ananda là thay vì ngài đề cập đến cái gì là lời giải của Đức Phật, thì ngài lại đề cập đến cái gì không phải là lời giải của Đức Phật. Đây cũng là một cách rất là lợi ích để chúng ta có thể hiểu được lời giải của Đức Phật. Như là trong cái cách nói ngày nay, họ gọi dùng cái chữ tương phản. Dùng chữ tương phản. Tôi tương tự như trường hợp mà đôi khi trong cái nghệ thuật trang trí của Zen, người ta có đưa ra một cái quan niệm về trang trí gọi là tối giản. Nhưng mà để cho người ta hiểu quan niệm tối giản này, thì người ta phải đưa ra một số những cái cách trang trí phức hợp
mà ở trong đó có rất nhiều màu sắc, có rất nhiều vật thể. Rồi từ chỗ đó người ta mới đưa ra một hình ảnh tương phản. Tại sao cái quan niệm tối giản đó, nó lại cho chúng ta một cái cảm nhận khác? Và điều đó nó khiến cho chúng ta thấy rằng cái giá trị của quan niệm này có thể được áp dụng thế nào. Và thấy thượng tọa pháp đăng trở lại, xin kính thỉnh thượng tọa cầm bút. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Thật sự lúc này cái đường nét nó hơi bị yếu. Biết sao nó yếu, mà khi nó yếu rồi nó quay vòng 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 vẫn nghe quý vị nói, nhưng mà không thoát ra được, cũng không thoát vô được. Phải tắt máy rồi khởi động lại. Thành ra hồi nãy cô tu nữ nói thì có nghe. Thì bây giờ để bước vào cái bài giảng tiếp tục. Thì chúng ta thấy rằng cái thuyết đầu tiên trong bốn cái vi phạm hạnh trú đó là nói về cái thuyết vô nhân quả. Có nghĩa là một cái người mà họ có cái lý thuyết vô nhân quả đó đó, thì chúng ta thường biết là mắc lý vô xá lá với những cái vị mà luật sư ngoại đạo đó, thì những cái vị đó là những cái chủ trương của họ đó, là thường thường họ chủ trương, có nghĩa là cái thuyết luân hồi tịnh hóa hay là cái thuyết vô nhân quả. Thì ở trong đây đó chúng ta thấy rằng một cái người có lý thuyết vô nhân quả có nghĩa là họ có những cái chủ trương, có những cái chủ trương có nghĩa là mình có bị giết hay là người giết mình đều không có hết, nó không có hết. Còn đối với Phật giáo thì chúng ta thấy Đức Phật ngày thường nói cái nghĩa là cái vô minh mà hành là cái nhân quá khứ, rồi cái thức là cái quả hiện tại đi tái sanh. Thì mình nói về cái giáo lý của Đức Phật thì có nhân có quả, nhưng mà cái thuyết vô nhân quả đầu tiên mà chúng ta học ở đây là họ chủ trương về cái sự mà mình làm những cái tội lỗi, mình giết người hay là cái người bị giết hay mình giết nó đều là không có, không có. Họ nói ra ví dụ chúng ta thấy rằng cũng như bây giờ những người họ chủ trương vật chất á, thì họ cho rằng những cái vật gì mà người ta ăn á, để người ta lớn, rồi những cái sự hình thành, rồi người ta ăn từ đất những cái trái cây hoặc là những vật gì từ đất người ta ăn, rồi người ta lúa gạo người ta ăn, rồi cái gì nước uống thì từ những cái hạt nước từ những sông suối hoặc là nước mưa hoặc là lửa hay là từ gió, thì họ chủ trương những cái đó khi mà mình trả về cho cái đó thì cũng không có ai bị giết, cũng không có ai mà giết hết. Nên họ mới chủ thuyết là vô nhân như vậy. Thường thường thì chúng ta thấy rằng chúng ta cho đến bây giờ Phật tử chúng ta cũng biết, nếu mà chúng ta mà học cho nó đến nơi đến chốn thì chúng ta mới thấy rõ ràng là những cái gì mà Đức Phật nói sắc và danh đó. Sắc đó là cái gì? Cái sắc từ thân của chúng ta, tất cả những cái hình thành từ những sắc thần kinh, hay là ở ngoài là cảnh sắc, hay là cảnh thinh thần kinh nhĩ, hay là cảnh thinh bên ngoài, thì Đức Phật ngày phân biệt rất là rõ ràng để chúng ta hiểu biết những cái đó là sắc, còn cái danh là cái tâm của chúng ta. Thì khi mà Phật giáo nói như vậy đó, thì Phật giáo đã thấy, Đức Phật đã thấy danh sắc rõ ràng. Còn khi một người mà họ chủ trương về những cái vật chất ấy, ví dụ chúng ta thấy hiện giờ các nhà khoa học họ cũng chủ trương về những cái vật chất này, cái vật chất này nó cũng không mất, từ cái dạng này nó biến dạng qua dạng kia thôi, họ nói rằng từ cái dạng này biến dạng qua dạng kia thôi, nó cũng lưng lưu ở trong cái địa cầu này thôi, chứ nó cũng không ra. Nên chúng ta thấy những cái người họ nghiên cứu họ cũng thấy những cái vật này nó biến thành vật kia. Nên thường thường thì quý vị cũng thấy điều đó cũng được Đức Phật này nói rõ ràng. Ngài cũng nói rõ ràng, nhưng mà chúng ta phải hiểu là những cái vật chất rồi nó tan rã, đất nó trở về đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió đi, nó cũng quay quần ở trong đây. Nó vì sắc pháp nó cũng nằm trong sắc tứ đại thôi, chứ còn nó cũng không ra ngoài được. Nhưng mà khi mà những cái điều kiện nó có, như là tinh trùng mẹ, nõn bào mẹ, tinh trùng trai thời kỳ người phụ nữ đó được gọi là sắc, còn nghiệp thức hành và thức nó thuộc về danh. Bởi chúng ta vô minh đó, vô minh là muốn nói đến cái sự không hiểu biết. Hành là cái hành động của chúng ta, hành động thiện ác của chúng ta, thì nó tạo ra cái nghiệp thức quả thức để đi tái sanh. Thì Phật giáo nói như vậy, nhưng mà những cái điều này đó nó là những cái điều mà không thấy được. Còn những cái mà ta thấy được á,
làm những cái đất nước lửa gió. Những cái này thì chúng ta thấy như là mắt và thần kinh nhãn hay là cảnh sắc, chúng ta nghe và các nhà học họ cũng phân biệt được cái đó. Nhưng mà ở đây á, thì những người mà họ chủ thuyết về cái vô nhân quả đó, có nghĩa là họ không thấy có cái hành động và cái tội ác của hành động, họ không thấy, nên họ không có chủ trương là nghiệp, không có chủ trương nghiệp nghiệp thiện ác, rồi không có nói với Đức Phật là các loại thức di tái sanh, nên họ không có có hiểu biết như vậy, nên họ mới chủ trương, có nghĩa là một người bị giết hay là dùng dao hay là dùng bánh xe bén chém đóng thịt như vậy, từ giết hại những con vật nhiều như vậy đó, nó cũng không có cái người đó cũng không chết đi, người đó từ cái phương diện này biến qua phương diện kia, hoặc là họ thấy được cái gì đó thì họ chủ trương về cái đường lối đó, nên họ cho rằng không có bố thí hay là không có cái tế lễ. Mà thường thường quý vị thấy trong cái 10 cái người mà không có lòng tin đó, là không có bố thí, không có tế tự đó, không có đời này, không có đời sau, không có ân đức của cha mẹ đó, thì những người đó họ đều là cái chủ trương của họ là đều là không có nhân quả. Như vậy á, thành ra khi mà nói đến cái lý thuyết thứ nhất á, là vô nhân quả, thuyết vô nhân quả đó, thì họ cũng chủ trương cái nghĩa là sau khi mà như vậy thì hai người cũng giống nhau thôi. Hai người cũng giống nhau, và cái đường lối này thì chúng ta thấy rằng người đó có tu đó cũng không có gì khác. Tại vì khi mà họ chủ trương như vậy đó, thì cái người tu mình tu cái hạnh này hạnh kia đó, nó cũng không có được cái lợi ích gì hết. Và cái người không tu thì sau khi chết hai người đã giống nhau. Hai người giống nhau, ví dụ như thường thường mình nói rằng một cái người mà ở đời này, ví dụ như họ có những cái chủ trương là mình được ai xá tội đó, một cái người có tu rồi một cái người không có tu đó, thì hai người đó họ cho lên thiên đàng cũng giống nhau thôi, hay là về Tây Phương Cực Lạc cũng giống nhau thôi, nó cũng không khác nhau. Còn Đức Phật thì Ngài không nói như vậy, nên khi mà những cái người mà họ thuyết vô nhân quả đó, là họ không có chấp nhận cái thân hành, cái nghiệp nghiệp từ thân nghiệp, hay là cái nghiệp từ khẩu nghiệp, cái nghiệp từ ý nghiệp, nó cho ra cái ác nghiệp đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Họ không có nói vấn đề đó, mà họ chỉ nói lên những cái loài này nó sanh ra là như vậy, loài kia sanh ra như vậy thôi, loài người sanh ra như vậy thôi, rồi chết đi sanh lại thôi, họ cho là như vậy, nên họ không có nói đến nhân quả. Như vậy á, thì nếu một cái người có xuất gia và cái người cư sĩ cũng giống nhau sau khi chết á, thì như vậy á, mình suy nghĩ vậy, mình đi tu như vậy, suy nghĩ như vậy tu như vậy, nên gọi là bất an phạm hạnh, quý vị. Cái gọi là bất an phạm hạnh, tại vì cái người không tu với người tu cũng giống nhau. Ví dụ giờ có nhiều người họ chủ trương về Tây Phương hay là về thiên đàng đó, thì bây giờ có một người họ tu tập, một người ở ngoài đời họ thọ hưởng dục lạc, họ có vợ con, họ thọ hưởng những cái gì sung sướng nhất cuộc đời, thì sau khi chết họ cũng sanh lên cõi đó. Khi mà người nào có chủ trương tin người đó, mình tin như vậy, hay mình cầu xin hay mình khẩn giái mà được như vậy, thì cái đó là bất an phạm hạnh. Tại vì một cái người mà cả đời tu hành với một cái người sống thụ hưởng những dục lạc, rồi sau khi chết hai người giống nhau, nên cái đó gọi là bất an phạm hạnh. Mình suy nghĩ như vậy đó, mình đi tu làm chi vậy, mình hành những cái hạnh ngồi chờ hở, hoặc những cái hạnh nhổ tóc, hay là những cái hạnh ăn một ngày một bữa, hoặc ăn những hạt kê hạt này kia nọ để làm gì, nó không có lợi ích gì hết. Đó là cái bất an phẩm hạnh mà ngày Ananda ngày nói về cái vô nhân quả. Vô nhân quả, cái thuyết vô nhân quả có nghĩa là không có nhân quả. Rồi cái thuyết định mệnh. Định mệnh là họ nói rằng có một thượng đế hay là một người nào đó họ sinh ra con người của mình. Ví dụ thường thường chúng ta thấy những cái chủ thuyết như là Việt Nam của mình có chủ thuyết Địa Mẫu Kinh đó, họ nói rằng mẫu sanh ra 96 ức linh căn, 96 ức linh căn do mẫu sanh như vậy. Hễ người nào tin mẫu á, thì mẫu đưa cái người đó về. Đó là thuyết định mệnh. Định mệnh có nghĩa là cái định mệnh của mình được người ta sắp xếp như vậy rồi. Người làm vua được làm vua, người làm quan, người làm ở đợ là ở đợ, người làm thị tớ là thị tớ. Chứ nó không phải là nhân quả do cái sự tôn kính và do cái sự cống cao ngạ mạn mà người để sanh ra là cái người quan, hoặc là người kia sanh làm người tôi tớ của người quan. Họ không có chủ thuyết như vậy. Nên ở đây chúng ta hiểu rằng cái thuyết định mệnh là cái thuyết đó có
có một cái người họ sắp xếp cho chúng ta, họ sắp xếp với chúng ta làm cái người này người kia. Ví dụ chúng ta làm nghề đánh cá là cái số phận của chúng ta, thường thường mình hay nói cái số tôi như vậy, thì cái người đó cũng thuộc về cái thuyết định mệnh, nói về cái định mệnh, cái số của mình như vậy. Nhưng mà đối với một cái người mà họ có cái chủ trương, cái thuyết định mệnh như vậy đó, thì họ không có phấn đấu. Vì họ nghĩ rằng phấn đấu cũng vậy thôi. Tại vì cái số mình là cái số ở đợ, mình có phấn đấu mấy mình cũng ở đợ. Rồi cái số kia, ông kia ông làm vua, ông có gì ông làm vua. Tại vì cái định mệnh sắp đặt cho ông làm vua, còn mình phải tôn thờ ông, mình phải phục vụ cho ông. Nên đó, những cái chủ thuyết này thì quý vị thấy cũng như Bà La Môn, họ chủ thuyết Bà La Môn là cao quý. Còn cái dòng mà Chiên Đà La, Thủ Đà La là những cái dòng mà phải phục dịch cho những cái dòng Bà La Môn. Thượng Đế sanh ra, họ nói rằng Thượng Đế sanh ra cái người Bà La Môn là từ cái đầu, họ cho cái người kia là từ cái mình, cái chân, cái bụng, giai cấp thấp hơn, phải phục vụ cho cái người cao hơn. Như vậy thì Đức Phật ngày cũng thuyết, và Tôn giả đang nhắc lại cái phi phạm hạnh này. Nếu một người mà nghĩ rằng mình là cái định mệnh thì mình đâu cần phấn đấu. Mà thật sự ra đó thì quý vị thấy trên đời này nó không có như vậy. Bởi vì bên Ấn Độ nó cũng có những cái vùng á quý vị, có những cái vùng á người nào mà nghèo á thì họ xếp giai cấp nghèo, nhưng mà người đó phấn đấu lên nó giàu thì họ xếp giai cấp giàu. Nên cái giai cấp nó không trở thành cái quyết định, mà cái giai cấp đó là do cái khả năng của mình tìm được tài sản hay không tìm được tài sản. Thì trong kinh Trung Bộ quý vị cũng nghe Đức Phật ngày cũng lấy cái lập luận này, ngày lấy cái sự hiện khởi này đó, ngày nói với những người mà nói ra cái thuyết định mệnh, có nghĩa là người này sanh ra tôi tớ là suốt đời tôi tớ, nên cái điều đó không có. Có những cái vùng đất ấy, mà họ phấn đấu họ làm họ trở thành giàu, cũng như là tỷ phú, có 1 tỷ đồng mà trở thành tỷ phú thôi. Còn người mà nếu mà không có đồng nào thì gọi là người nghèo mạt thôi. Thì họ cũng có những cái vùng như vậy. Và để đánh phá những cái chủ trương người Bà La Môn là cao quý thì họ là phải là người cao quý, dù họ không có học hành gì họ cũng cao quý. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy những cái lập luận là Bà La Môn phải quyết thống 7 đời, phải hiểu văn cú, phải hiểu thơ kệ, hoặc là hiểu tế lễ này kia nọ. Họ cũng có những cái lập luận thêm lên. Thường thường thì quý vị thấy những cái lý thuyết đó mà không phải của vị chánh đẳng giác đó, họ đặt để ra rồi họ với cái thời gian họ thêm vô hoài. Đó là những cái tôn giáo mà nó hoàn thiện theo thời gian. Chứ nó không phải là được hoàn thiện. Khi người ta chỉ trích cái điều gì đó thì họ tìm cái cách này cách kia để họ bù đắp cái đó. Cũng giống như bây giờ mình nói rằng cái sản phẩm của cái xí nghiệp đó làm nó kém khuyết, người ta xài nó chê cái xe này nó mau hư cái tần số hay như kia nọ, thì họ phải bổ khuyết cái làm sao họ dùng cái cách gì đó để họ làm cái hộp số, cái tần số nó tốt lên. Thì cũng giống như những cái tôn giáo mà hoàn thiện với thời gian. Còn đối với Đức Phật đó, là một ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, cái giáo lý của ngài do ngài chứng ngộ chứ không phải là cái giáo lý hoàn thiện theo thời gian. Còn những cái người mà họ thuyết định mệnh đó, thì quý vị biết rằng vì cái thuyết này là gọi là bất an phạm hạnh, nên cái thuyết định mệnh đó, thì họ nói lên cái sự sắp xếp này kia nọ đó, là có một đấng thượng đế nào sắp xếp, có một cái đấng phạm thiên nào sắp xếp. Như vậy á, thì một cái người mà tin cái thuyết định mệnh cũng như mình nói cái nghiệp của tôi vậy đó, nếu mình nói cái nghiệp của mình như vậy đó, mà mình nếu mà mình không hiểu cho chính chắn á, thì mình nói cái nghiệp của mình như vậy đó, nó cũng là cái định mệnh. Nhưng mà thật sự ra thì cái nghiệp á, thì Đức Phật nói thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà ngài có nói đến cái thân nghiệp mà nó là nhân là quả. Cái nào nó là quả thì do nhân nó hình thành ra cái quả đó. Còn bây giờ cái nhân á, cái nhân bất thiện đó, mình nên tránh nó, chứ không có nên làm. Cũng giống như là những cái hột giống mà độc á, thì mình đừng có trồng, nó sẽ ra cái quả. Điều đó là đúng. Còn khi một cái người có thuyết định mệnh đó, thì họ cho rằng cái số họ là ở đợ hay tôi tớ nó cũng vậy. Quý vị nghe cái câu chuyện mà chúng tôi cũng có lần chúng tôi kể là
có một cái vị quan đó đi vô hỏi cái vị đó thuyết cái luân hồi tịnh hóa đó, con người thời gian tự nhiên trong sạch đó, thì lúc bây giờ có một vị đó nhớ được kiếp trước, cũng có người trong đoàn đó là người tôi tớ cũng nhớ được kiếp trước, nhưng mà những người đó nhớ được kiếp thôi chứ không nhớ hơn được. Nhớ được kiếp trước mình là Phật tử, mà bây giờ mình làm tôi tớ, còn một người nhớ được kiếp trước là mình là người đồ tể và kiếp sau mình được làm quan, nên hai người đó cũng tin cái thuyết luân hồi tịnh hóa chứ không có tin có nghĩa là nhân quả. Nhưng mà những người đó họ không thấy được nhiều kiếp trước nữa quý vị, nhiều kiếp trước nữa. Cái người mà làm tôi tớ đó vì mắng cái gì Phật độc giác, khi hỏi đường vào thành, người này đi tìm bò giận quá. Nghe cái vị này hỏi con đường vô thành, nghĩ rằng cái người này con đường vô thành cũng không biết nữa, nên mới có cái lời nói đi làm tôi tớ đi. Do cái nghiệp quả đó mà đời sau dù cho có làm người Phật tử, nhưng mà cái quả nghiệp đó nó không có mạnh. Cái quả nghiệp mà mắng chửi cái vị thánh kia đó, bây giờ nó trổ sanh cho làm tôi tớ như vậy. Như vậy thì còn cái vị kia đời trước là cúng dường cái tháp, và đời sau có làm đồ tể đi, nhưng mà sau đó cũng được làm vua. Nhưng mà không biết rằng do cái cúng dường cái bảo tháp của Đức Phật, cái phước quả nó trổ sanh. Dù sau đó có làm người làm đồ tể, nhưng cái nghiệp đồ tể nó không có khả năng để cho ra cái quả mà cái nghiệp thiện từ trong kiếp trước đó nó đã trổ quả. Nên thường thường quý vị biết rằng một cái người mà học Phật Pháp đó, mình phải hiểu được cái hiện báo nghiệp, mình phải hiểu được cái sanh báo nghiệp, phải hiểu được cái hậu báo nghiệp. Cái hậu báo nghiệp là từ kiếp thứ ba trở đi đến vô lượng kiếp về sau này nó có khả năng đổ quả, mình gọi là cái hậu báo nghiệp. Còn cái hiện báo nghiệp là ngay kiếp này nó chỗ sanh cho mình vui khổ, nếu không đổ sanh thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Còn sanh báo nghiệp là đời sau, ví dụ mình làm cái thiện nghiệp nào đó hay cái ác nghiệp nào đó, nó có khả năng cho mình ra kiếp sau, là cái động lực mà thường thường mình hay nói là học trong Phật Pháp là cái động lực thứ nhất nó cho ra hiện báo nghiệp. Động lực thứ hai đến thứ bảy nó cho sanh báo nghiệp, còn năm động lực giữa là nó cho ra hậu báo nghiệp. Nói như vậy đó thì chúng ta thấy Đức Phật này phân biệt rõ ràng như vậy. Nếu mà cái sanh báo nghiệp là kiếp sau đó mà không cho mình sanh vào trong khổ cảnh với cái việc ác đó thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu mà cái sanh báo nghiệp đó, kiếp sau đó, nó cho y như vậy, ví dụ mình làm thiện cho sanh lên cõi trời, người làm ác cho sanh như cõi khổ. Nếu không có trổ sanh được đó, thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Còn hậu báo nghiệp là từ kiếp thứ ba đến vô lượng kiếp về sau đó, là những cái nhân nào trong đời trước mình làm bây giờ nó có khả năng để nó trổ sanh thì mình phải nhận lấy cái hậu quả đó, nên mình gọi là cái hậu báo nghiệp nó trổ sanh tới bây giờ. Nhưng mà những người mà họ không hiểu được điều đó thì họ khi mà nói đến cái thuyết mà gọi là định mệnh đó, định mệnh cái nghĩa là thường thường quý vị thấy những cái thuyết định mệnh nó có nhiều điều. Ví dụ mình đi coi bói đi, mình đi coi bói hay coi tử vi đi, người ta nói cái thằng này cái số nó là ở đời. Ta đi coi tử vi á, người ta coi theo ngày giờ năm tháng á, người ta nói cái số này ở đời. Thì từ đó trở đi á, người này cứ nghĩ là mình ở đời và không có phấn đấu, rồi cứ cả kiếp ở đời như vậy, thì người ta tin cái nghĩa là cái sách tử vi đó nói đúng, hoặc số mạng nó đúng, nói đúng như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng cái thuyết định mệnh nó không có ở trong Phật giáo. Vì cái thuyết định mệnh mình tin như vậy đó thì mình không phấn đấu để làm cái nhân thiện, và mình chấp nhận cái gì nó đến với mình thôi. Nên cái điều đó đó đối với cái người mà gọi là tin tưởng như vậy đó, nó trở thành bất an. Bất an là gì? Cái định mệnh người ta sắp xếp như thế nào đó là nó cũng như vậy thôi. Mình có tu những cái hạnh gì đó, ví dụ mình nói rằng cái người mà tu cái hạnh đầu đà, ăn ngày ăn bữa, hoặc ở mộ địa, hoặc là sống dưới gốc cây, cất thực mà ăn, với một cái người sống ở đời, họ thọ hưởng ngũ dục, họ có vợ, có con, họ thụ hưởng những cái gì mà đời sống cư sĩ, rồi hai cái người đó cũng giống nhau. Tại vì định mệnh là cái số người đó là sướng, cái số người này khổ là khổ thôi. Họ cho là như vậy. Cái đó cũng là cái bất an. Cái bất an khi mình suy nghĩ như vậy đó, mình thấy bất an. Tại vì mình hành như vậy để làm gì? Mình hành như vậy đó, cái số mình như vậy á. Bây giờ chúng ta cũng thấy có nhiều người họ cũng nói đôi dép cũng có số nữa kìa, người cũng phải có số. Nói như vậy thì họ hiểu một phần thôi quý vị. Ví dụ thường thường quý vị thấy, nếu Phật giáo có nói về cái tâm,
cái tâm làm việc tái tục khổ kiếp và tử đó. Ví dụ mình tục sinh làm người ngớ ngớ ngẩn ngẩn, thì cái kiếp đó mình làm người ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Thì đó là do cái nghiệp thức nó cho ra cái quả thức đi tái sanh, là cái tâm thẩm tấn thiện cho tái sanh làm người lạc vô nhân, là cái người ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Thì cái điều này là Đức Phật nói rằng cái tâm đó làm việc tái tục thì nó hộ kiếp nguyên cái đời sống, và cuối cùng nó tử, là nó chấm dứt một kiếp sống đó. Như vậy là trong kiếp sống đó người đó tục sinh làm người lạc vô nhân. Hay ví dụ như mình nói một người tục sinh người lạc nghĩa nhân đi, ví dụ như tâm thiện ly trí á, nó cho ra tâm quả ly trí đi tái sanh làm người nhị nhân. Thì cái người nhị nhân á, cái người đó học 10 và biết 1 thôi. Cái nghĩa là cái học hành của người nhị nhân đó là chậm chạp hơn cái người tam nhân. Và cái người đó họ nghĩ ở cái số phận của mình như vậy, nó cũng đúng một phần thôi quý vị. Đúng một phần á, là cái tâm tái tục, cái tâm đó làm việc khổ kiếp và cái tâm đó làm việc tử, là một kiếp sống của mình đó, mình tái tục làm người ly trí. Thì mình phải chịu cả một cái kiếp này. Cái điều này là đúng. Nhưng mà nếu mà cái thuyết định mệnh, mình hiểu rằng định mệnh là sắp đặt cho mình như vậy là mình vậy, thì cái điều đó nó đối với Phật giáo không có. Và Phật giáo chỉ có nói rằng thí dụ như đời trước mình bố thí, mình thiếu tư, thiếu trí, mình trước khi làm thiện mình không chuẩn bị, trong khi làm thiện mình không có chuẩn bị, và sau khi làm thiện mình không có chuẩn bị, đó là thiếu tam tư. Thiếu trí là mình suy nghĩ rằng bố thí để thành tựu được độc giác Phật, toàn giác Phật, tinh văn giác Phật, với cái hạnh mà gọi là bố thí bậc thượng hay bố thí bậc trung hay bố thí bậc hạ, trở thành độc giác hay là toàn giác hay tinh văn giác. Mà mình nếu mình hiểu được cái bố thí theo cái pháp ba la mật như vậy đó, thì mình nỗ lực để mình làm cái việc thiện đó, chứ không có nghĩa là cái người mà nhị nhân rồi không sanh làm người tam nhân. Nó không phải vậy. Nó do cái nhân ở chỗ đó, cái quả đi tục sinh thôi. Bây giờ mình phải tạo cái nhân lợi, mình phải làm thiện, mình chuẩn bị trước khi làm cũng quan hỷ, trong khi làm cũng quan hỷ, sau khi làm quan hỷ, rồi lúc nào mình nghe Phật pháp mình cũng hướng đến mình thành độc giác Phật hay là toàn giác Phật, là tinh văn giác Phật, bố thí bậc hạ, bậc trung hay bậc thượng. Và bố thí có trí suy nghĩ rằng cái sự bố thí đó nó mang lại cái sự an lạc. Như là người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang. Mình hướng đến những cái điều đó. Tại vì cái tâm thiện nó tạo ra sắc nghiệp thiện. Nó sẽ cho tục sinh ra làm người. Mà trong kinh nói rằng bố thí có đức tin, kiếp sau mình sanh làm người giàu sang và đẹp trai đẹp gái. Rồi bố thí có cung kính thì kiếp sau mình sanh làm người đẹp trai đẹp gái giàu sang, mà lời nói của mình ai cũng nể sợ. Khi mà mình hướng tâm đến những vậy đó thì gọi là có trí, có trí phân biệt được cái thiện nghiệp nó cho ra như vậy. Thì đó là cái trí mà kiếp sau mình sẽ sanh làm người tam nhân. Nhưng mà nếu mà mình hiểu cái thuyết định mệnh đó, mình nói cái số mình vậy đó là chỉ đúng một phần thôi. Mình chỉ đúng một phần thôi, có nghĩa là cái tâm đó làm việc tái tục khổ kiếp và tử, cái kiếp sống đó là đúng. Đó là cái tâm mà làm việc tái tục hậu kiếp trong đời sống đó và tử trong đời sống đó. Đó là một phần như vậy. Thành ra chúng ta hiểu được á, nếu mà đa số, rất là nhiều những người họ nghĩ cái giày dép cũng có số, con người cũng có số, thì họ cũng chấp nhận định mệnh. Nhưng mà cái điều đó chúng ta nên có một cái sự suy nghĩ cho nó chín chắn. Cái nghĩa là cái nhân rồi nó chỗ sanh cái quả đó, cái nhân quả đó là một cặp. Bởi vậy chúng ta thấy cái phúc hành đó, nó nói đến 37 cái thức đi tục sinh, nó nghiệp thức quả thức nó tạo ra như vậy. Hễ cái nghiệp thức ly trí á, thì tạo ra cái quả thức ly trí để tái sanh làm người lạc vô nhân, hay lạc nhị nhân, hay lạc tam nhân. Thì mình hiểu như vậy là đúng. Chứ còn nếu mà mình hiểu rằng cái số mình vậy thì kiếp nào cũng vậy hết, điều đó là mình lọt vào cái thuyết định mệnh. Và cái thuyết định mệnh đó, nếu một cái người mà chấp nhận định mệnh rồi thì người đó không có phấn chấn, không có tinh tấn, không có nỗ lực, không có nhiệt tâm, không có làm thay đổi được cái tri kiến của mình. Bởi vì mình nói cái tri kiến mình định mệnh là vậy, là nó vậy thôi, mình không có thay đổi cái tri kiến mình đúng đắn, không có thay đổi được cái hạnh nghiệp mình đúng đắn, là những cái tâm thiện có trí, có tư, có đầy đủ. Thì mình không có thay đổi được là như vậy. Nên mình cần phải hiểu là cái thiết định mệnh đó, là cái thiết đó là bất an phẩm hạnh. Nếu một người mà suy nghĩ định mệnh, cái định mệnh nó như vậy rồi, mình có tu đó, với người không có tu cũng giống nhau thôi. Mình sống cả đời mình hành trì với người không có, nó cũng là cái vậy. Cái người đó là cái số vua, cái số mình là lính của vua, thì suốt đời là lính, kiếp này cũng như kiếp sau. Thì đó là cái thuyết định mệnh mà một người mà suy nghĩ mà lọt như vậy đó, mình nghĩ rằng mình hành trì để làm gì.
hành trì để làm gì, mình sống tu tập để làm gì, vì mình và người đó cũng giống nhau như vậy, nên gọi là bất an phạm hạnh. Như vậy á, thì quý vị thấy rằng cái thuyết vô nhân quả hay là cái thuyết định mệnh đó, đó là những cái thuyết mà mình gọi là tà kiến. Tà kiến có nghĩa là cái thấy không có đúng đắn, mình gọi là tà kiến, vì thấy có một bên thôi, thấy một hướng thôi chứ không thấy được toàn diện. Rồi cái bất an phòng hạnh thứ ba là cái thuyết luân hồi tỉnh quá. Cái thuyết luân hồi tỉnh quá này á, thì quý vị thấy như là Makkali Gosala đó có nói đến đến cuộc đời của chúng ta đó, giống như là cái cuồng chỉ, cái sự luân hồi chúng ta giống cuồng chỉ vậy đó, thả nó chạy dài cái theo cái thời gian. Cái cuồng chỉ đó thả ra như vậy đó thì nó sẽ hết, tới một lúc nào nó sẽ hết. Con người mình là cái chuyện mà hên xui á, mai rủi là cái sự tình cờ thôi, chứ nó không phải là nhân lành cho nó quả vui. Trong cái đời sống nó có quả vui quả khổ, có nghiệp đen nghiệp trắng. Họ không có cái lý thuyết như vậy, nên gọi là cái thuyết tịnh hóa. Cái thuyết luân hồi tịnh hóa thì ở trong đây quý vị đọc thấy rất là nhiều, nói đến 4.900 chỗ của loài naga là loài rắn, 2.000 căn hoặc là 3.000 cảnh địa ngục, hoặc là 36 trần giới, hoặc là 7 tưởng thai, hoặc là 7 vô tưởng thai. Họ cũng nói ra tất cả những cái loài mà ở trong đời này quý vị thấy mình sanh ra thì những cái loài không chân, nhiều chân, hai chân, bốn chân, thì nó có nhất rất là nhiều loài như vậy. Có loài thì nõn xanh, có loài thai xanh, có loài thấp xanh, có loài quá xanh. Thì khi những cái người họ chủ trương như vậy đó, họ cũng phải nói làm sao để cho thuyết phục được người ta, nên họ cũng nói nhiều loại này nhiều loại kia. Cái thuyết luân hồi tịnh hóa đó là cái loài này nó sanh ra như vậy, đến một lúc nào đó nó sẽ giác ngộ. Hay là bây giờ quý vị thấy có những cái người họ nói những con rắn, những con chó hay là những con cọp, nó tu một thời gian thì nó sẽ thành tiên thành thánh. Thì cái đó nó cũng là cái thuyết luân hồi tịnh hóa, nó phải chịu một thời gian bao nhiêu lâu đó. Điều đó đó nó không phù hợp, bởi vì quý vị biết rằng cũng như chúng tôi nói vậy đó, một cái người sinh, một cái loại mà tục sinh làm súc sanh á, thì nó tục sinh bằng cái tâm thẩm tấn quả bất thiện, nên tái sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh hay là Atula. Thì nó sanh những như vậy thì nó không thể nào chứng ngộ được thiền định đạo quả. Và theo Phật giáo thì Đức Phật ngày nói rằng một cái người mà tục sinh là người tam nhân á, tục sinh bằng tâm thiện hợp trí rồi cho ra tâm quả đi tái sanh làm người tam nhân á, thì người này mới đủ khả năng để chứng thiền định đạo quả. Mình gọi tu thiền chỉ thiền quán để đạt được thiền chỉ thiền quán đó. Thì cái phải là người tam nhân. Như vậy á, thì cái thuyết luân hồi tỉnh quá, họ nói những cái loài này loài kia tu một thời gian, nhất là chúng ta coi phim tàu đó, chúng ta thấy những con cá nó tu thời gian thì nó nhảy, nó sẽ hóa thành rồng này kia nọ, rồi những cái loài chồn, loài cáo rồi nó tu lâu nó thành thánh. Hay là mình thấy thông thiên giáo, triệt giáo, xiển giáo đó chủ trương về những cái loài này loài kia đó. Thì họ nói là một cái loài đó nó tu một thời gian bao nhiêu vậy đó, nó sẽ giống như là nó trải qua bao nhiêu như vậy đó thì nó sẽ quá sanh được. Điều đó là nó không có đúng theo cái Đức Phật, vì cái thuyết luân hồi tịnh quá có nghĩa là như vậy á, thì nó cũng y như là một cái người đó nó có hành trì bao nhiêu đó cũng trải qua cái thời gian vậy hết á, chứ không phải là theo Phật giáo như là hành nan đắc vị, hành vị đắc nan, hoặc là hành nan đắc nan, hành vị đắc vị. Mình nói là tu thiền chỉ thiền quán thì sao này mình hành cũng dễ mà đắc cũng dễ, hoặc là người không có tu thuần chỉ mà tu thiền quán thì sao này hành thì khó đắc thì dễ. Một người không từng tu thiền chỉ, không từng tu thiền quán thì sao này hành cũng khó đắc cũng khó, là hành nan đắc nan. Thì không, họ không nói như là Đức Phật này chỉ về cái nhân đời trước rồi cái cộng với cái nhân quả đời sau này, họ không nói như vậy. Nên khi mà thuyết về cái thuyết mà luân hồi tịnh hóa là họ nói qua cái sự luân hồi, nó giống như cái cuồng chỉ và cái thời gian năm tháng,
cái kiếp sống luân hồi nó giống như cuồng chỉ được thả từ từ ra, rồi cuối cùng nó hết cuồng chỉ, giống như mình thả diều, thả con diều nó bay cao đến mức độ nào thì nó sẽ hết, nó hết cái cuồng chỉ, nó sẽ tới mức độ đó thôi. À, thì họ nói cái sự luân hồi của chúng ta nó cũng giống như là cái con diều bay tới mức độ nào đó thì cái cuồng chỉ đến mức độ nào nó lại sẽ nó sẽ chấm dứt vậy đó. Sao cái như vậy là sẽ chấm dứt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đó cũng là cái bất an phạm hạnh, vì có hành bao nhiêu, có nỗ lực bao nhiêu với cái người kia nó cũng vậy thôi. À, cứ mỗi kiếp như vậy rồi đến một lúc nào đó nó sẽ giác ngộ, chứ không phải là có tục sinh làm người nhị nhân, tam nhân, người lạc chư nhân hay người khổ, nó không có vấn đề đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái thuyết như vậy đó thì thuyết luân hồi tịnh hóa cũng là bất an phạm hạnh. Khi mà có hành như vậy đó với một cái người không có, dù có nỗ lực như vậy cũng với cái thời gian phải tái sanh cũng giống như là cái cuồng chỉ phải thả ra, nó tới mức độ nào nó sẽ hết cái cuồng chỉ. Điều đó là cái điều mà Đức Phật ngày không chấp nhận. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái lý thuyết mà không nhân không quả, hay là cái thuyết mà luân hồi tịnh hóa, hay là cái thuyết định mệnh đó, những cái thuyết đó nó không có được Đức Phật chấp nhận. Hay là cái thuyết không có hành động đó, có nghĩa là cái hành động đó, nó không có kết quả gì hết đó. Cái hành động mà giết hại nó cũng không phải là bị nghiệp làm cái nghiệp bất thiện, hay là cái nghiệp sát sanh, mà cái người bị giết cũng không có phải là người phải chịu cái quả, mà cái đó là cái thuyết mà không có hành động. Cái nghĩa là cái hành động nó không có, mình vui vui buồn buồn, mình chửi người ta chỉ qua vui buồn, hoặc là nắng con người mình thường thường hay nắng hay mưa, lúc mình nói về cái lúc mình chửi mắng gì đó, thì họ chấp nhận như vậy đó, thì những cái người đó họ thuyết vô hành, có nghĩa là không chấp nhận những cái hành động thân hành, khẩu hành hay ý hành của mình thiện hay bất thiện. Họ không có nghĩ như vậy, không có lập luận như vậy. Vì thật sự đó thì quý vị biết rằng bốn cái bất an phạm hạnh này đó được ngài Ananda thuyết cho cái sanh đá cá đó, để biết rằng khi mà mình đã tu sai rồi đó thì mình hành đó, mình sẽ không có được an vui. Mình thấy cái sự nỗ lực của mình đó, với cái người không nỗ lực cũng giống nhau thôi. Nó là như vậy thôi. Nó không có khác biệt, không có phân biệt khác biệt. Còn đối với Đức Phật đó, thì ngài lại thuyết giảng khác biệt. Ví dụ như ngài nói rằng cũng là vị tu đầu quần, nhưng mà vị tu đầu quần mà tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán thì từ 2 đến 5 kiếp. Một cái người tu đầu quần, một vị tu đầu quần mà tu thiền quán nhiều hơn thiền chỉ chỉ cần một kiếp nữa thôi. Còn một vị tu đầu quần sống bình thường thì luân hồi cũng không quá 7 lần. Đức Phật này nói như vậy thì rõ ràng Đức Phật này có phân biệt ra một cái vị thánh tu đầu quần mà sống bình thản như vậy đó, không có nỗ lực tu thiền chỉ, cũng không có nỗ lực tu thiền quán, thì luân hồi đến 7 lần. Nhưng mà nếu người đó mà nỗ lực tu thiền quán triệt để đó, chỉ cần một lần nữa thôi, thì Đức Phật này có phân biệt như vậy, để chúng ta thấy rằng những cái thuyết mà không có hành động, hay là thuyết vô nhân quả, hay là cái thuyết định mệnh, hay là cái thuyết cái lý thuyết này đó, nên thường thì quý vị thấy ở trong kinh Tăng Chi và Đức Phật ngài nói về một người đó, như là mắt lý của Sa La đó, là một người sanh ra đời đó giống như là cái lưới, giăng cái lưới, rồi chúng sanh giống như con cá nó mắc vào cái lưới đó. Những người họ có thuyết luân hồi tịnh hóa, hay là thuyết vô nhân quả, thuyết vô hành đó, cái thuyết định mệnh đó, họ chủ trương, họ tuyên thuyết, và những người nào khi mà họ nghe đó, họ thấy phù hợp với họ, do suy luận, do suy tư, do họ chấp nhận, hay là do số đông, do nhiều người họ chấp nhận theo, hay là do cha mẹ thầy tổ của họ hành trì, bây giờ họ hành trì theo. Như vậy thì điều đó đó cũng được Đức Phật ngày nói lên, ngày nói lên những cái người họ chấp nhận. Bởi thường thường Đức Phật ngày nói rằng khi mình nghe một người nào nói đó, mình không khéo tác ý, mình sanh ra tà kiến. Nghe một người nào nói, nghĩa là cái người nào đó họ có cái mình gọi là cái lập luận của họ đó, có khả năng để thuyết phục mình, và mình không khéo tác ý,
không khéo ý đến danh sắc, hoặc là không khéo ý đến những cái điều mà đưa đến trí tuệ, thì mình sẽ sanh ra tà kiến. Rồi mình nghe một người thuyết đúng chánh pháp mà mình khéo ý, mình sanh ra chánh kiến. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng mình nghe, nên tưởng tượng quý vị thấy rằng mình có cái lỗ tai đó, mình sẽ nghe cảnh thinh. Và người nào đó họ nói lên mà họ lập luận cái lý thuyết của họ đó, bởi vì thường thường quý vị thấy hiện giờ đó, những cái người mà họ làm việc chỉ đi đi du thuyết thôi, họ chỉ đi du thuyết, họ đi nói lên những cái điều đó, nhưng mà họ là những người có chủ trương đường lối theo bốn cái đường lối này đó, thì họ cũng du thuyết và cũng có nhiều người đi theo họ để tu tập. Nhưng mà khi mà gặp một người mà nói về bốn cái bất an phẩm hạnh đó, thì họ sẽ thấy rằng mình có tu cũng giống như người không tu thôi, mình có sống nỗ lực cũng giống như người không có nỗ lực, vì bốn cái điều này đó là nói đến không nhân không quả, không nhân không quả, không có hành động, không có, mà chỉ có một cái như là cái thuyết luân hồi tịnh hóa, là giống như cuồng chỉ thả ra, tình cờ cái chuyện đó đến lúc đó nó sẽ chấm dứt. Như vậy, hay là cái thuyết định mệnh có một người nào đó an bài cho mình rồi, hay là cái thuyết mà là không nhân quả trong đời nó, cái nghĩa là cái chuyện mà bữa nay mình gặp chuyện xui, người ta mắng chửi mình đó là chuyện xui, hoặc là bữa nay mình đi đường bị bể bánh là chuyện xui thôi, hay là mùng 5, 14, 23 thôi, mình tin như vậy. Thì những cái điều đó nó là những cái thuyết mà một cái người có như vậy thì không nghĩ những cái chuyện mà đúng đắn, họ chỉ nghĩ rằng ồ, những cái số đông họ nói những cái ngày này xui xẻo, thì bây giờ mình gặp chuyện xui xẻo, mình tin và mình nghĩ rằng cái ngày này ngày xui xẻo. Nhưng mà nếu mà mình học hiểu Phật Pháp á, thì Đức Phật này nói rằng giờ nào mình làm tốt, giờ là giờ lành, ngày nào làm tốt là ngày lành, năm nào làm tốt là năm lành, năm an lạc. Chứ còn mình làm, mình nếu ngày đó người nói ngày tốt mà mình làm việc xấu đó, mình cũng bất an, mình làm việc xấu bất an. Cái người mà họ hiểu đúng đắn ấy, thì họ hiểu rằng một con người mà làm nhân quả đó, nó có phúc hạnh hay phi phúc hạnh. Phúc hạnh là những gì tốt đẹp, và phi phúc hạnh là những gì xấu xa. Bất luận là năm tháng ngày giờ nào, từ nhỏ đến già, lúc nào mình làm những cái phi phúc hạnh đó, thì nó mang lại cái hậu quả không có tốt. Còn lúc nào mình làm phúc hành nó mang lại cái kết quả an lạc. Một cái gì hiểu được như vậy đó là mình vượt qua bốn cái bất an phẩm hạnh này, và mình tu tập như vậy đó, lâu ngày nhiều tháng đó mình sẽ hiểu được. Thì chúng ta cũng thấy người mà tu thiền chỉ thiền quán, nhất là tu thiền quán đó, phải nhìn có nhân quả, mà nhìn cái nhìn có nhân quả. Bất luận cái nhìn, cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng đó, đều là nhân quả. Thì khi họ hiểu được như vậy đó, họ mới vượt qua được nhân quả. Họ trở thành rũ bỏ cái thiện ác trong đời này, để họ thanh tịnh hoàn toàn, vượt khỏi sầu bi, vượt khỏi luân hồi sanh tử là như vậy. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, phần trình bày về bốn bất an phẩm hạnh với cái bài kinh 76 này thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin dâng phước đến quý ngài và xin chia phước đến tất cả quý vị. Con thỉnh thượng tọa dắt đẳng điều hợp cái phần thảo luận, những cái câu thảo luận là những phần con thuyết còn chưa có được sáng tỏ, thì chúng ta đặt câu hỏi để chưa tăng thảo luận, và cho cái bài học nó có nhiều cái lợi lạc cho quần chúng. Bây giờ thì con xin gửi mic để cho thượng tọa dẫn đạo. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Đăng. Xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa từng nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu đầu tiên. Bạch thượng tọa từ siêu, thượng tọa có mặt ở dạ có, thượng tọa Pháp Tân có mặt rồi. Thượng tọa Tân, thượng tọa có thể giải thích rằng cái thuyết định mệnh á, nó khác với cái thuyết về về nghiệp báo, tiền nghiệp như thế nào? Người Phật tử tin về là chúng ta có đời trước, chúng ta có tiền nghiệp, nhưng mà cái tin vào cái tiền nghiệp nó khác với cái số mệnh và định mệnh như ra sao? Xin thượng tọa Tân hoan hỷ giải rõ về điểm này. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sakha-ya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Đây thì nếu chúng ta không phải là những cái người mà tìm hiểu giáo lý của đạo Phật, rồi chúng ta không có tin tưởng vào đó đó, vào cái lời dạy của Đức Phật, thì hầu như phần đông thì người ta lại quan niệm vào cái thuyết định mệnh. Thuyết định mệnh thì định mệnh ở đây đó thì nói nôm na thì trong cái đời sống hàng ngày đó thì người ta họ nói cái gì ra thì cái chuyện mà nó đã xảy ra như vậy rồi đó thì họ nói ôi tại cái số phận tôi nó như vậy. Thì thường thường là trong cái câu nói từ ở cửa miệng của những người đời đó thì thường thường là người ta nói như vậy. Cái số phận tôi nó như vậy. Cái số phận này đó thì nó được định đặt. Nếu một người mà quan niệm vào cái số mệnh đó thì cái định mệnh gì đó thì ở đây đó là mình hiểu giống như có cái gì đã được sắp đặt, được an bài. Có thể đó là đấng thần linh tối cao, đó là cái gì đó nó được định đặt từ đời trước tới bây giờ. Bây giờ thì nó có hanh thông suôn sẻ, may mắn thuận lợi, hay nó gặp bất trắc nhiều khổ đau đó, thì cái điều đó người ta quan niệm từ ở nơi cái số mệnh. Thì cái số mệnh này đó, hiểu cái chung là mình nó định đặt sao á, số mệnh định đặt sao á, do một đấng tối cao nào đó định đặt như vậy rồi, hay hoặc là cái này đó nó thuộc về quá khứ đã định đặt như vậy rồi, thì bây giờ nó cũng khó bao giờ thay đổi được, khó bao giờ thay đổi được. Thì nếu một người mà chấp cái quan niệm về 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 số mệnh á, thì họ hoàn toàn không có thay đổi, không có sửa đổi. Còn đối với lại người mà tin vào giáo lý tiền nghiệp đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là đời sống luân hồi của chúng sanh, trong đó có một cái gọi là tin vào nghiệp và quả của nghiệp, tin có đời sống luân hồi, có quá khứ, hiện tại và vị lai, thì cái đó là điều tin, mà những cái điều mà chúng ta tin nó có thật, nó có thật, nó là một sự thật. Cho nên nghiệp và quả của nghiệp nó liên quan với nhau, nó có thể là do quá khứ chúng ta làm, đời này chúng ta nhận, giống như quá khứ chúng ta đã từng gieo, từng có những gieo cái hành động, cho nên là đời này chúng ta có cái kết quả, chúng ta có cái kết quả. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng là có những nghiệp theo thanh tịnh đạo thì ngài Bố Thí Cô Sáng ngày nói có những nghiệp nó trổ ra ở trong đời sống hiện tại, nhưng mà có những nghiệp thì nó trổ ra ở trong đời sống kế tiếp. Có nghĩa là sau khi mình mệnh chung thì mình sẽ nhận lấy cái quả mà do mình đã tạo ra, tức là cái hành, cái nghiệp hành của họ, tức là những cái hành động của họ do họ tạo nghiệp, cho nên họ nhận lấy cái quả đó. Rồi có những cái nghiệp thì nó bất kể trong thời gian nào, trong suốt quá trình sanh tử luân hồi của mình thì bất cứ lúc nào nó theo kịp thì mình sẽ nhận lấy cái quả đó. Mà trong diệu pháp gọi đó là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Mặc dù nói tới bốn loại nghiệp là nghiệp của, nói đến vô hiệu nghiệp là trường hợp của một bậc A-la-hán, như trường hợp của ngài Akulimala thì chúng ta không nói. Nhưng mà nếu mà nói rằng một cái người bình thường
như chúng ta tạo thì có những cái nghiệp nó theo đuổi tùy vào cái động lực tâm của mình. Sát na thứ nhất có khả năng trổ ra quả ở hiện tại. Trong bảy sát na động lực đó, thì có những sát na động lực tạo nghiệp đó, thì bảy sát na động lực đó với cái sự chủ tâm của mình có cái sự tác tạo đó, thì sát na thứ nhất có khả năng tạo lấy cái tạo ra cái quả hiện tại, tức là ngay trong cái đời sống hiện tại này khi mà mình tạo ra thì nó sẽ trổ ra luôn, chứ nó không cần phải đợi kiếp mai sau. Rồi có cái sát na thứ bảy ấy, thì có cái khả năng tạo ra cái gọi là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp tức là sau khi mình mệnh chung đang là thân người đây mà mình tạo cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó. Nếu là tạo nghiệp bất thiện thì mình sanh vào khổ cảnh, còn nếu mà tạo cái nghiệp thiện thì mình sanh vào lạc cảnh, thì cả hai cái đó. Nhưng mà ở năm sát na giữa trong bảy sát na tạo nghiệp thì có khả năng tạo ra cái gọi là hậu báo nghiệp. Thì bất cứ trong cái đời sống luân hồi, khi nào cái nghiệp này nó đeo đuổi theo kịp thì tự động nó trổ. Cho nên có khi đó là mình, người ta ở ác, ở bất thiện, người ta sống cái đời sống bất thiện rất là nhiều, nhưng mà họ có được nhiều cái thuận lợi, nhiều cái may mắn, đó là giàu sang danh vọng gì đó, họ cũng có thể có, là do cái đời trước họ tạo cái nghiệp thiện, cho nên là giờ họ đang nhận lấy cái quả lành mà do họ đã tạo cái nhân thiện đó. Hoặc là có người thì ngay từ đời lúc này, nó là nhiều khi mình tạo cái việc thiện, mình biết tu tạo những điều thiện từ bố thí trì giới, xong mà mình gặp lận đận trục trặc, gặp cái việc này việc kia nó xảy ra cho mình, cho người thân của mình, thì thật sự ra thì ở đây đó chúng ta biết rằng cái nghiệp thiện mà chúng ta tạo ở trong đời sống hiện tại này nó chưa kịp để trổ ra. Còn cái quả mà chúng ta nhận, cái lận đận, mà cái mà chúng ta không được may mắn, chúng ta bị lận đận việc này việc kia đó, thì cái đó là do cái quả không, cái nhân không lành của đời trước, cho nên giờ mình phải nhận cái quả không không được vui, không được may mắn, không được hanh thông trong kiếp này. Tuy nhiên thì nếu một người quan niệm về tiền nghiệp quá khứ, chúng ta tin có nghiệp chứ, có những nghiệp quá khứ chứ không phải là không có, mà khác với cái số mệnh định đặt ra sao á, thì ở đây đó quan niệm về số mệnh định mệnh thì giống như là quan niệm có một đấng thần linh sáng tạo hay có một bàn tay vô hình nào đó để sắp đặt cho cái định mệnh đó, cái định mệnh đó. Còn nếu một người quan niệm về tin vào cái lý nghiệp báo thì chúng ta tin vào có quá khứ, nghiệp quá khứ tạo ra đời sống hiện tại này, trổ ra đời sống hiện tại này, và đời sống hiện tại này cũng có thể là chúng ta tạo trổ ra cái quả đời sống ở trong tương lai nếu chúng ta còn luân hồi. Thì cái nghiệp này đó, chúng ta biết rằng có những nghiệp mà nó thuộc quá khứ, nhưng mà có những nghiệp là ngay ở trong cái đời sống chúng ta đang sống ở đây, trong một cái hoàn cảnh, trong một cái môi trường, có thể nói đó là tập quán nghiệp hay là những cái đời sống mà do chúng ta tạo ra, thì những điều đó nó có thể ảnh hưởng đến, và người đó cũng có thể nhận lấy cái tốt và cái xấu. Và đó thì nếu mà chúng ta nói rằng ở trong kinh có nói rằng cái hạng người mà sống trong bóng tối mà hướng đến ánh sáng, hoặc là hạng người sống trong bóng tối mà hướng đến bóng tối, hoặc là người hướng sống trong ánh sáng mà lại hướng đến bóng tối, rồi có người sống trong ánh sáng nhưng mà lại hướng đến lại tiếp tục lại hướng đến ánh sáng, tức là tùy vào cái sự chuyển hóa của chính mình. Trong một cái điều kiện là mình sống trong ánh sáng, nếu ở đây đó có nghĩa là nghiệp trắng, cái nghiệp thiện mà mình đã tạo, cho nên bây giờ mình sống trong cái điều kiện nó tốt nhất, điều kiện tốt nhất về văn hóa vật chất, rồi danh vọng địa vị, rồi nhiều thứ. Nhưng mà khi mà mình sống ở trong cái hoàn cảnh đó tốt như vậy, nhưng mà cái tâm của mình lại hướng đến những cái điều xấu,
hướng đến những cái điều xấu, rồi mình bị tập tành theo những cái điều xấu, rồi cuối cùng là mình bị thân bại danh liệt chẳng hạn. Mình thấy là có những người con nhà giàu, hay là con những cái người mà giới chức ở trong xã hội, có quyền thế, quyền cao tước trọng, nhưng mà chính họ, những người, những đứa đó đó, những đứa đó đó, những cậu thanh niên hoặc là những cô chiêu cậu ấm đó đó, nhiều khi rồi lại là hướng đến những cái điều sai trái, tức là sa đọa vào cái con đường trụy lạc ở trong xã hội, rồi cuối cùng là thân bại danh liệt, thậm chí rồi ngồi tù, thậm chí mất mạng do cái việc mà mình tạo. Cho nên ở đây đó, nó có những cái nghiệp ở trong hoàn cảnh hiện tại tạo. Nhưng mà có những người đó thì mình thấy rằng có khi đó thì họ họ sanh trong một cái hoàn cảnh nó không được tốt, gia đình không được giàu sang, trong một cái truyền thống gia đình nó cũng không phải là có địa vị học hành gì trong xã hội, nhưng mà do cái người đó họ biết cái phấn đấu, họ biết phấn đấu, mặc dù họ sống trong một hoàn cảnh không tốt, cái hoàn cảnh không tốt như vậy, nhưng mà họ biết phấn đấu, họ cố gắng học hành, tạo dựng cái tri thức nghề nghiệp của họ, rồi họ cố gắng tạo nên những cái gì mà khả năng họ có được, họ vươn lên, và cuối cùng thì họ thành công trong cái cuộc sống này, mà họ được giàu sang, họ được danh vọng, họ được địa vị. Thì cái điều đó, nếu mà mình quan niệm về nghiệp đó, thì nếu mà mình quan niệm về nghiệp của Phật giáo đó, nó khác hoàn toàn với lại một người quan niệm về số mệnh. Thì số mệnh là có một đấng thần linh nào đó định đặt, và cái sự định đặt đó, đó nó không thay đổi. Còn đối với Phật giáo thì nghiệp, có những loại nghiệp chúng ta có thể chuyển hóa được, và có những loại nghiệp không phải hoàn toàn là do quá khứ, mà có thể là do ở hiện tại chúng ta tạo ra nữa. Cho nên là nhiều khi rồi mình thường thường đó, mình gặp cái gì khổ sở, bất sở thì mình thôi nói thôi kệ, an ủi cho mình, nói thôi tại cái nghiệp tôi nó như vậy đó, thôi chấp nhận như vậy đi, thì cho nó xong. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta nếu mà tin về lý nghiệp báo thì chúng tôi nghĩ rằng là về nghiệp, về quan niệm về nghiệp thì nó rất là nhiều, rất là đa dạng, nó có nhiều nhân duyên ở trong đó, có những nghiệp mà nó có thể trổ ra trong đời sống hiện tại, có thể là đời sống bất cứ đời sống nào, kiếp nào đi nữa. Nhưng mà một người tin vào giáo lý về nghiệp đó thì người đó có thể chuyển hóa được, có thể chuyển hóa được nếu họ quyết tâm chuyển hóa, hoặc là những cái nghiệp nó có thể là nho nhỏ, những cái nghiệp thuộc về dạng thường đó thì chúng ta có thể chuyển hóa được. Nếu chúng ta vì có cái sự chuyển hóa đó đó, nhà có cái sự chuyển hóa nghiệp đó, cho nên là chúng ta từ ở một cái người, nếu một người bình thường, một người hung dữ, một người hung dữ, tâm bất thiện nhiều, nhưng mà do họ có sự chuyển hóa, họ thay đổi đó, thì họ cũng trở thành cái người hiền thiện. Rồi từ ở cái sự chuyển hóa đó được đó, thì từ một cái người mà không có tu, thì bây giờ họ trở thành một cái người tu đạo cao đức trọng. Rồi từ cái sự chuyển hóa đó được đó, cho nên là họ có thể từ người phàm sang tới người thánh. Mặc dù là như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng là một người mà tin về giáo lý về nghiệp, tiền nghiệp ấy, không phải là những chuyện gì chúng ta cũng đổ thừa về tiền nghiệp, nghiệp quá khứ hết. Có những nghiệp ở trong hiện tại, nhưng mà chúng ta tin còn có nghiệp quá khứ, có nghĩa là chúng ta tin được nghiệp và quả của nghiệp và nhân quả, còn khác với một người quan niệm về cái thuyết định mệnh, tức là có một đấng sáng tạo nào đó, một đấng tối cao nào đó định đặt như vậy thì không thể sửa đổi được. Định đặt mình ra sao thì mình phải chịu như vậy thì không sửa đổi được, thì cái này nó không có sự chuyển hóa, không có sự chuyển hóa được, không có sự tiến hóa được. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của thượng tọa. Con xin được dứt lời ở đây, kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sa thủ kinh doanh thượng tọa pháp tình, mà thượng tọa thực sự thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thực sự đang ở trước quái, xin kính thỉnh thượng tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ hai. Dạ.
Mà thưa toàn thượng sư, hôm nay chúng ta có chữ phi phạm hạnh trú, Abrahmacharya sao vasa, Abrahmacharya vasa, thì chữ phi phạm hạnh trú nghĩa chính xác là gì? Có phải là quan niệm không thích hợp làm cơ sở cho đời sống tu tập? Xin thỉnh thưa toàn thượng sư. Bố thầy, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, danh từ Brahmacharya phạm hạnh trong cái ý nghĩa thứ 10 thì Brahmacharya là để chỉ cho một cái hệ thống giáo thuyết. Thí dụ như ở trong Phật giáo khi nói đến câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn, trong thời quá khứ phạm hạnh của Đức Thế Tôn nào tồn tại lưu truyền sau khi Thế Tôn ấy viên tịch, và phạm hạnh của Thế Tôn nào không được tồn tại lưu truyền sau khi Đức Thế Tôn ấy viên tịch? Thì Đức Phật mới trả lời rằng: này Sariputta, phạm hạnh của Đức Chánh Đẳng Thánh Giác với sư phụ của Đức Chánh Đẳng Thánh Giác của Đức Thế Tôn Sikhi Vipassi không được tồn tại sau khi các vị ấy viên tịch, vân vân. Thì như vậy chữ Brahmacharya ở đây trong mạch kinh này thì chúng tôi nghĩ rằng là một cái hệ thống giáo thuyết, một cái hệ thống giáo thuyết. Mà ở đây cũng có nghĩa là một cái chủ thuyết. Và ở đây chúng ta có cái câu khi mà nói rằng Chattaro me Sannaka Tena Bhagava Janata pasta arahata sama sambuddhena Brahmacharya Brahmacharya vasa akhata. Chúng ta chỉ học tới đó thôi. Yatha vinyu puiso sasakkan Brahmacharyam na vasaya. Ở đây chúng ta thấy có cái chữ gọi là na vasaya. Nó có xảy giá tức là không sống. Động từ có xảy giá, có xảy tí là sống. Brahmacharya nó có xảy giá là không sống phạm hạnh, không thể sống phạm hạnh. Thì như vậy ở đây chữ dách thác là trong cái chủ thuyết này có bốn cái chủ thuyết. Mà chủ thuyết ấy người trí, người có trí không thể sống tiếp tục phẩm hạnh
đó vẫn để tiếp tục vận hành đó. Thì ở đây đó, thì chúng ta dịch nghĩa bóng đó, là nói chữ Brahmacharya là chữ phi phạm hạnh trú đó, là nói về quan niệm không thích hợp làm cơ sở cho đời sống tu tập. Nhưng mà nếu chúng ta dịch sát đó, thì ở đây có bốn cái chủ thuyết một ngoại đạo đề ra. Làm cho người có trí họ không thể sống phạm hạnh đó được, không thể sống trong phạm hạnh đó được, tức là sống không thể sống trong cái giáo thuyết đó được. Tức là cái chủ thuyết về vô vô nhân quả, hay là chủ thuyết về sáng tạo thuyết về định mệnh, thuyết về luân hồi tịnh hóa. Để thưa quý vị, khi mà một cái hệ, một cái hệ thống, một cái giáo phái của các ngoại đạo sư mà có bốn cái chủ thuyết này, thì khiến cho người khác, người có trí họ không sống theo cái chủ thuyết đó, không sống theo chủ thuyết đó. Như chúng ta đã được nghe đọc chánh văn cũng như nghe giảng, thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng đối với người trí, nếu mà một ngoại đạo sư nào mà họ tuyên bố về vô hành kiến, tức là thuyết vô hành, là họ phủ nhận tất cả, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả vị thục của các thiền ác, không có đời này, không có đời khác, vân vân. Thì như vậy người trí, sau khi người có trí suy tư như sau, cái vị tôn sư này có thuyết lý như vậy, có quan điểm như vậy. Nếu vị tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải là ta làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sống, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng sa môn quả. Trong đời sau ta sẽ đồng đẳng với vị tôn sư này về chỗ thọ sanh. Như vậy ta biết gì, thấy gì mà sẽ sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của vị đạo sư này. Sau khi người trí ấy, sau khi biết rõ phi phạm hạnh trú này, nhàm chán lý thuyết ấy và bỏ đi. Như vậy ở đây đó, chúng ta phải hiểu là chữ phi phạm hạnh trú có nghĩa là cái chủ thuyết mà khiến cho người trí không đi theo
chủ trí mà khiến cho người trí không đi theo thì như vậy gọi là phi phạm hạnh trú. Ý nghĩa đó là gì? Thì tất nhiên bốn cái chủ thuyết này là những dấu thiếu sai lạc cho người tu hành, nhưng mà cái gọi là phi vọng hạnh trú mà đối với cái người mà thiểu trí, họ nghe sao họ tin như vậy, họ cuồng tín chạy theo cái vị đạo sư đó, vị thầy ngoại đạo đó. Thì như vậy thì trong trường hợp này mới khẳng định rằng Vinyu Buriso là người có trí. Sau khi suy nghĩ như vậy mới nhàm chán cái triết lý đó, nhàm chán triết lý đó và bỏ đi, không xúc phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của cái vị đạo sư này. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy đó, gọi là phi phạm hạnh trú. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2. Xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Trọng trở lại. Sa thú cái trường Thượng Tọa Tổ Siêu. Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng còn ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Thượng Tọa Pháp Đăng, Đức Phật dạy chúng ta nên là người tri ân và tìm cách báo ân. Nhưng mà có nhiều người hiểu rằng khi mà mình tri ân có nghĩa là mình mang cái mặc cảm là mình mang nợ, và mình thiếu nợ với cuộc đời, thiếu nợ với cha, thiếu nợ với mẹ, thiếu nợ với xã hội. Một người tri ân có phải là một người mang cái tư tưởng mình mắc nợ không? Hai điều đó có giống nhau hay là khác nhau? Xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ làm rõ về điểm này. Hello. Nhà con đang đi lễ Đức Tam Bảo, cái đến lễ chúng ta thấy siêu hôm nay đang chúng ta cần tâm thành Đức Tế Trì, sự nguyện thông cùng với chư Tông Đức Tăng. Xin chào tất cả quý vị. Thì ở trong cái câu thảo luận số 3 đó thì một người có đức tánh tri ân trong Phật pháp có phải là người luôn quan niệm rằng mình mắc nợ với cuộc đời, thọ ân nên có hiểu là đồng nghĩa với mang nợ. Chúng ta thấy rằng thường thì Đức Phật ngày dạy cái nghĩa là mình có cái tâm thiện thì mình mới làm được việc tốt, quý vị. Mình có tâm thiện mới làm được việc tốt. Nên thường thường quý vị thấy những kiếp mà ngày nói ngày sanh làm chim anh vũ đó, mình gọi là con chim két á. Rồi con chim két đó mỗi lần ăn lúa đó thì nó đều ngậm một khổng lúa đó. Rồi cái người tá điền đó coi cho cái người chủ ruộng đó. Rồi thấy con chim anh chủ bữa nào cũng ăn vậy hết. Thì cuối cùng cái người chủ ruộng mới kêu cái người tá điền biết cái cách đặt bẫy bắt được con chim đó. Khi bắt được con chim đó thì cái người chủ ruộng mới hỏi chim anh chủ, người cất chứa cái lúa ở đâu? Thì chim anh vũ nói rằng thưa ngài, tôi không có cất chứa, tôi chỉ cho vay nợ mới trả nợ cũ thôi. Thì ông chủ ruộng đó nghe ông hỏi thì chim anh vũ mới nói rằng ngài có biết là có những con chim chim mẹ và cha đó mù lòa, nên bây giờ tôi đem lúa về nuôi cha mẹ và là trả nợ cũ. Còn những con chim anh vũ nó mới nở đó, nó mọc lông ống nó không bay đi được, tôi phải cho vay nợ mới nên tôi phải nuôi nó. Rồi có một số tôi giúp đỡ là nói đến những con chim anh vũ mà cha mẹ nó bị chết, bị bắt
thì những con chim đó đó cũng được được chim anh Vũ lo luôn, có nghĩa là để giúp đỡ. Thì khi cái người chủ ruộng nghe như vậy thì rất là hoan hỷ, và để cho Đức Bồ Tát mấy mẫu ruộng để cho con chim két, bè két ăn thôi. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng, dù là những kiếp làm thú đó, thì Ngài cũng vẫn nói, Ngài vẫn nói về cái tri ân và báo ân. Tại thật sự đó, con chim két nó già rồi thì nó đâu còn lanh lợi, nó đâu còn bay giỏi như con chim két non. Chim két mới lớn, con chim két non đó, thì nó mọc lông ống, nó đâu có bay được, nó còn nhỏ thì nó phải chờ người ta nuôi. Như vậy, phải có suy nghĩ như vậy đó, thì mình mới làm được cái việc tốt. Tức nghĩa là trả nợ cũ, mình mới cho vay nợ mới, là nuôi những chim két con. Thì về già, những chim két nó sẽ nuôi lại mình. Cái đó là một cái sự thấy biết hoàn hảo. Và cái xã hội mà có như vậy đó, thì cái xã hội đó rất là hạnh phúc quý vị. Còn mình khi mình nghĩ rằng mình mang nợ, mình thọ ân bây giờ mình cứ mang nợ như vậy, cái điều đó không đúng, nó không có thực tế. Tại vì con người của chúng ta thì ai cũng trẻ rồi già, ai cũng có cái thời gian một là thời gian nhỏ, là cái thời gian mà ăn mà không có làm gì được. Rồi thời gian về già đó thì mình cũng bệnh hoạn mà cũng phải ăn, nhưng mà đi làm không còn đi làm được. Như vậy thì cái thời gian trẻ đó, cái thời gian mà mình trẻ đó thì mình vừa nuôi cha mẹ vừa nuôi con được, nên mình phải nghĩ như vậy, nên mình mới làm được những cái việc tốt. Bởi vì mình lo như vậy, mình nói cái câu ở đời nữa là lo xa không cổ gần nhé, hay là nói là tích cốc tiền cơ dưỡng nhi đại lão đó, nghĩa là làm như vậy thì nó mới đúng. Chứ còn bây giờ nếu mà con người của mình cứ nghĩ rằng mấy đứa nhỏ mình sanh nó ra thì nó nhỏ xíu thì nó đâu có đi đâu được, nó phải bú, nó phải ăn uống, nó phải ăn cháo rồi. Bây giờ mình kêu nó phải tự đi làm ăn, làm sao mà ai nào chấp nhận, cái người nào khôn ngoan mà nhìn thấy chuyện mình làm vậy nó mình khùng điên. Thì mình nó còn nhỏ thì phải nuôi nó, thì phải nuôi cho nó đầy đủ. Nên Đức Phật này mới dạy là nuôi con rồi cho vay nợ mới, rồi cho vay tốt thì mốt nó cái sự nhân quả tốt, mình mốt mình cũng có cha mẹ nuôi mình ăn học đàng hoàng. Còn nếu mình cho vay mà lơ là thì mình cũng gặp những cái chuyện lơ là, mình quăng bỏ con mình thì bị người ta quăng bỏ mình. Thì cái đó là một nhân quả rõ ràng. Đức Phật ngài là vị Phật chứng ngộ, ngài thấy được cái nhân quả đó. Và khi ngài thuyết đó, nó không phải là nói mình khi mình thọ ân ai là mắc nợ. Đức Phật ngài không nói vậy, ngài nói rằng mình thọ ân ai đó, mình nhớ cái lúc mình còn nhỏ, bao nhiêu năm mà cha mẹ mình cho mình ăn học, thì cái tiền mà cha mẹ mình ăn cho mình ăn học đã đầu tư vô cho mình như vậy đó. Bây giờ nuôi cha mẹ lại như vậy thôi thì mình đã trả ơn rồi. Nuôi cha mẹ lại vậy là trả ơn rồi. Như vậy đó, thì một cái xã hội đó là mọi người được an vui hết. Cái người già mà được con cái nuôi như vậy, nên từng từ Đức Phật nói cái người già mà muốn làm cho con cái mình có phước đó, mình chỉ cần thọ tam quy ngũ giới thôi. Mình có tam quy ngũ giới là con cái của mình cho mình ăn nó cũng giống như cúng dường Đức Phật vậy, cũng có thuốc rất là nhiều. Khi mình có ngũ giới thì không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, như vậy là mình đáng để cho con cái mình cúng dường. Thì những cái điều đó Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng quý vị. Nên nó thường thường mình nghĩ mình không phải là người trí, Đức Phật là bậc đại trí, nên ngài nhìn rất là rõ ràng và ngài dạy mình hành trì theo ngài đó, mình phải suy nghĩ như vậy. Chứ mình nghĩ mắc nợ đó, bởi vì thường thường quý vị thấy nếu một người nghĩ bắt nợ nó trả nợ cũng càng cưa dữ lắm. Chúng tôi nói gì thường thường đi mượn tiền ta hăng hái là những khi ta trả nợ người ta không chịu trả đâu. Thành ra mình nếu mình nghĩ mắc nợ mình cũng không chịu trả đâu. Thành ra mình nghĩ nuôi cha mẹ mình nghĩ là trả nợ cũ, nhưng mà thật sự cái điều này Đức Phật nói rằng đó là một cái hạnh đức, một cái sự tu tập, chứ nó không phải là một cái bình thường nữa. Khi mình nghĩ như vậy mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ mình nghĩ bây giờ mắc nợ mình phải trả nợ, cứ nghĩ về hoài nó đều là điều không có tốt. Tại vì mình nghĩ tuy rằng trong Phật giáo thì ngài dùng cái từ như vậy, nhưng mà mình hiểu đó, cái việc mình phải làm cho người già lớn tuổi, rồi cái việc mình phải nuôi những cái người nhỏ chưa có đi làm được, là cái việc đó mình phải làm thôi. Mình phải làm để cho nó có một cái sự tiến bộ, trên dưới nó có sự hỗ trợ đồng đẳng với nhau, liên kết với nhau. Một cái xã hội như vậy đó, thì nó mới được tốt đẹp, nghĩ như vậy. Thì theo con nghĩ rằng á, một cái người Phật tử kia thọ ơn ai đó, mình trả ơn người đó đó,
mình, bởi vì thường thường mình thấy có những khi mà nghe nói những người Hoa Kỳ mà họ giúp đỡ ai thay bánh xe đó, mình tìm cách dùng trả ơn họ, họ chỉ nói ừ mới mốt ai có hoàn cảnh gì mình giúp lợi người đó là mình trả ơn cho người này. Họ nói như vậy mình thấy rất là hay, tại vì những cái xã hội mà nhiều người mà gặp người ta có hoạn nạn giúp như vậy đó, thì xã hội đó ai nhìn cũng thích hết á, ai nghe cũng cũng hoan hỷ trong lòng hết. Chứ còn mình nghĩ rằng người đó giúp cho mình là mình giúp lại người khác, đó là những cái cách nó cũng rất là hay. Và có cái cơ hội để mình nhiệt tâm mình làm, có cái cơ hội để mình thể hiện cái tấm lòng của mình với cái sự đóng góp chung cho một cái sự hạnh phúc lâu dài. Thì theo con nghĩ là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại, nếu có gì cần nói thì con thỉnh thần đó. Sau thúc cái trình thư tỏ pháp đăng, bạch chi tôn đức và thưa quý vị, còn lại vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay thì xin được tiếp theo lời của chư tôn đức để có vài điều trình bày. Nhưng bài kinh mà chúng ta đang học hôm nay, thưa quý vị, cái quan niệm sống nó không phải là một cái gì vô thưởng vô phạt đối với người tu tập, mà cái nhìn về cuộc sống nó ảnh hưởng lớn đến cái hành động của chúng ta. Nói một cách khác thì một người tu hay là một người đi theo con đường sống về tinh thần thì rất cần thiết cho người đó có một cái quan niệm rõ, quan niệm thoáng và quan niệm sáng về cuộc sống này. Ở đây Ngài Tôn Giả Nam Đa đưa ra bốn cái quan niệm từ đó là thịnh hành thời bấy giờ. Mà bốn quan niệm này, đầu tiên thì chúng ta thấy rằng đó là quan niệm gọi là vô hành kiến, hay là quan niệm là ở trên đời này chẳng có ai có gì tốt lành hết, tất cả đều sống là do cái sự đưa đẩy. Cha không có ơn với con, mẹ không có ơn với con, đời sống này những người tốt đó, là do họ tự nhiên họ tốt, và cái tốt của họ chẳng ý nghĩa gì với chúng ta. Rồi những người tu đó, thì tu thì là cái kiểu tu do hoàn cảnh đưa đẩy chứ cũng có sự thành tựu lợi ích gì. Nói một cách khác là tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời này, con số người đã qua nghi niệm rồi, nó vô nghĩa, mà ở đây gọi là vô hành kiến. Quan niệm này nếu mà đối với người tu thì trở nên rất là nguy hiểm. Nó thường xảy ra ở một số người mà không có quan niệm chính xác về thế nào sự tu tập vào trong chùa. Một thời gian họ đâm ra họ bất mãn, họ thấy rằng chẳng có cái gì ở trong đời sống tu tập mà đáng để cho mình cảm kích hết, dù là ân của thầy tổ, dù là ân của đàn tính, hay là có những cái bậc tu hành mà có những cái thành tựu, những vị này cũng không có tha thiết gì. Cái nhân sinh quan này ảnh hưởng là tai hại. Rồi một thứ khác đó, một cái nhìn khác mà chúng ta nói là vô quả kiến. Rồi vô nhân quả tức là những gì mình nói mình làm thì nếu người ta không ai thấy không ai biết thì nó như nước chảy qua cầu, như mây bay ngang núi, không có hề hấn. Nhưng mà thưa quý vị, người tu mà không có tin nhân quả đó thì có vấn đề. Bà Dipama đó là một nữ thiền sư, bà có nói một câu rất là ý vị là "You never get away with nothing". Chúng ta không bao giờ có mặt ở đời này mà ra đi mà không để thì dấu vết gì. Chỉ có vị A-la-hán mới như vậy thôi.
Còn chúng ta là phàm nhân thì cái gì mà chúng ta tạo nó luôn luôn để lại một cái hệ quả. Cái hệ quả đó là điều mà rất là dễ dàng. Nếu sáng hôm nay chúng ta thức dậy bằng cái tâm rất là lành, rất là hiền thiện, thì ngày đó chúng ta khác. Và cuộc sống bây giờ chúng ta hiền thiện thì 50 năm sau cuộc sống chúng ta khác. Đời này chúng ta sống hiền thiện thì đời sau nó khác. Nó có sự khác biệt rất là lớn. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, thưa quý vị, sống ở Việt Nam, cái xã hội Việt Nam là xã hội mà cái người tài, cái người lương thiện thì không có chỗ đứng nhiều. Những người mà ma mảnh, cái người mà quyền thế con ông cháu cha thì lại được cái này cái kia. Thực ra hồi xưa ta có câu mỉa mai, ta nói là ngọc bất trắc bất thành khí, nhưng mà nhỏ hơn học thì lớn làm đại quý, tức là lớn lên biết chạy trọt thì cũng làm lớn thôi, chứ không phải là do cái tài. Và ở xã hội Việt Nam có nhiều khi người ta không tin vào cái thực tài. Tuy nhiên, như chúng ta sống ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rõ ràng rằng ở tại đây mà người nào chịu khó học thì ra trường, mà chịu khó làm việc thì người ta nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Mình không phải là tỷ phú nhưng cũng có thể có tiền bạc nếu mà mình chịu khó. Thì như vậy, một cái người tin vào nhân quả đó, thì người đó hiểu rằng sự cố gắng nào mà chúng ta làm và điều tốt nào mà chúng ta làm thì đều có kết quả. Và những điều mà chúng ta làm qua thân khẩu ý, dù lời nói, hành động, ý tưởng mà có phương hại đến người khác thì nó đều lại để hệ quả. Có một thứ khác mà cái quan niệm này tương đối nó gần với quan niệm nhân quả, thấy nó rất giống nhưng mà thật ra nó không giống, đó là quan niệm số mệnh hay là thiên định. Quan niệm này được xem rất là phổ cập ở trong dân gian và ngay cả trong giới tu hành, ngay cả những người Phật tử. Thứ gì, bản thân của chúng tôi trực tiếp nghe có những vị tu sĩ, có những người Phật tử đi chùa ở trong mùa đại dịch đó, khi mà người này người kia nhắc nhau là mình phải ráng cẩn thận, đại dịch đang lây nhiễm đó, thì mấy người thì trả lời một câu rất là thoải mái nữa. Nói thì nói về chứ sống chết có số, mình sợ quá rồi cũng dính thôi, mà cái số mình không bị thì không dính. Cái chúng tôi nghe rất là thường. Hay hoặc giả là có nhiều người trong cuộc sống họ cố họ làm, nhưng mà họ là Phật tử, nhưng mà khi mở miệng ra nói nhờ trời thương hay là nhờ cái số mệnh tốt được duy trì được cái khác, thì cái thiên định là do số trời, tiền định là cái số mạng đã định trước, hay là số mạng là cái gì đã được an bài. Đức Phật đặc biệt người nhắc rằng nếu mọi thứ đã được an bài đó, thì cái sự tinh tấn, sự cố gắng tu tập không có giá trị. Tại vì mình muốn tốt nhưng mà cái số phận an bài mình đã như vậy rồi thì mình không cải thiện được. Phật Pháp không nói rằng chúng ta sanh ra không liên hệ gì đến quá khứ, nhưng mà Phật Pháp dạy chúng ta rằng cuộc sống là một sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa quá khứ và hiện tại. Hồi nhỏ chúng tôi nhớ rằng học sách Minh Tâm Bửu Giám thì thường thường có cái câu gọi là tâm hảo mạng hảo, hay là tâm bất hảo mạng hảo, hay là tâm hảo mạng tâm bất hảo mạng bất hảo. Thì cái tâm á chỉ cho đời sống hiện tại, cái mạng chỉ cho cái số mạng trong quá khứ. Câu nói đó thì đôi khi người ta cũng cảm nhận một điều rằng có cái gì đó mà nó thuộc về quá khứ,
nhưng mà cũng có một cái gì đó nó thuộc về hiện tại. Cũng như cụ Nguyễn Du viết trong chuyện Kiều là có trời mà cũng tại ta, và tu là cõi phúc tình là giới quan. Cái câu mà có trời mà cũng tại ta đó, thì câu đó là một cách nói của dân gian. Và có cái số mạng ông trời định, nhưng mà cũng có cái yếu tố khác là cái lòng mình. Nhưng người Phật tử thì nói rằng có nghiệp quá khứ, chúng ta là kẻ thừa tự nghiệp, Kamadayada, chúng ta là kẻ thừa tự nghiệp. Nhưng mà không có nghĩa là nghiệp quá khứ để lại thì tất cả hiện tại đều buông vào nghiệp quá khứ hết. Ví dụ như là cái thân chúng ta sinh ra là người Việt Nam, cái nòi giống là như vậy, thể chất là như vậy, di truyền là như vậy, có chứ không phải là không có. Chúng ta không phủ nhận sự di truyền từ cha mẹ để lại, chúng ta không phủ nhận rằng cái nòi giống Việt Nam để lại chúng ta. Nhưng mà điều đó không nghĩa là cái di truyền đó, cái nòi giống đó quy định tất cả. Mà ở trong hiện tại này, cái cách ăn, cách ngủ, cái nếp sinh hoạt hàng ngày, cái cách thể dục, cái cách chăm sóc sức khỏe đó, nó cũng là yếu tố ảnh hưởng, chúng ta gọi là một sự hỗn hợp. Dạ. Chính vì sự hỗn hợp đó đó, Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng dạ, có lục nhập rồi thì có xúc rồi có thọ, thọ thì có gì? Ái, ái gì về thủ. Thì cái ái và thủ nó không phải do nghiệp, do quá khứ. Nói ái và thủ nó phải là nó là do quá khứ là một chuyện rất là sai. Nó là một thái độ trong hiện tại đấy. Vì vậy chúng ta có quá khứ. Và quá khứ ở đây có thể là của tháng trước, năm trước. Và quá khứ ở đây cũng nghĩa là đời trước, nhiều nhiều đời trước nữa. Nhưng mà cũng có hiện tại. Và ở ngay chỗ đó đó, nó không có cái gì gọi là định. Định là cái gì an bài, định là cái gì cố định, định là cái gì bắt buộc phải như vậy. Thì chữ định đó Đạo Phật không có xài đến. Thật ra chúng ta là người Phật tử, nếu mà chúng ta thật sự hiểu Phật Pháp và chúng ta có quy y Tam Bảo, thì chúng ta không bao giờ tin vào cái vấn đề số mệnh đã an bài. Bởi vì với người Phật tử học hiểu lời Đức Phật dạy thôi, thì chúng ta có nghiệp quá khứ nhưng mà cũng có nghiệp hiện tại, có những cái quả quá khứ để lại nhưng mà cố gắng hiện tại cũng chi phối. Thì cuộc sống nó là một sự thể hiện hỗn hợp, giữa kết hợp giữa quá khứ và hiện tại. Và do vì cái số mệnh an bài không có. Và một cái quan niệm khác rất là thịnh hành ở xã hội Ấn Độ thời xưa cũng như hôm nay, gọi là thuyết luân hồi tịnh hóa. Ở trong quan niệm luân hồi tịnh hóa này, con người của chúng ta là một linh căn tách rời khỏi cái đại ngã. Đại ngã là thượng đế. Khi mà lăn lộn trong cuộc đời này thì giống như một đứa con đi lạc. Nhưng mà đứa con đi lạc thì không chắc có ngày về. Nhưng mà các linh căn mà rời xa đại ngã đó, thì nó trải qua bao nhiêu kiếp đó. Dạ, trải qua 7 kiếp này, 7 kiếp khác, 7 kiếp kia, trải qua là thân này, thân khác, thân kia, rồi cuối cùng rồi cũng phải đến chỗ trở về với đại ngã. Dạ, chứ không thể nào lạc rồi mãi mãi. Thì cái thuyết luân hồi tịnh hóa đó, nó là một cái quan niệm rằng cứ để mặc cái sự tự nhiên nó sẽ có cách để nó tự hàn gắn, nó tự làm tốt đó. Giống như nhiều người ngày hôm nay họ quan niệm rằng cái cơ thể của chúng ta có sẵn cái sức đề kháng, và nếu chúng ta bệnh thì chúng ta cứ để yên, tự nó có sức đề kháng, hay là rừng nó có tự có cách nó tồn tại, nếu chúng ta đừng can thiệp vào thì tự nhiên nó cũng tồn tại. Thì ở một phương diện nào đó đó thì đúng là thiên nhiên có khả năng tự tồn tại, đúng là ở một phương diện nào đó đó thì da thịt của chúng ta nó có khả năng nó đẩy những cái vật lạ ra bên ngoài, nhưng mà nó không phải là tất cả đâu. Dạ. Có nhiều khi chúng ta bệnh phải can thiệp bởi thuốc, can thiệp bởi thuốc mà không kịp thời thì chết, nhất là những bệnh cấp tính. Và đối với thiên nhiên có những cái khi mà chúng ta phải can thiệp kịp thời để chúng ta cứu vãn rừng, chúng ta cứu vãn khí hậu, chứ không phải nói rằng mình cứ để tự nó rồi tuần tự nhi tiến thì nó sẽ đến cái chỗ nó tốt, đường nào cũng đến La Mã hết. Mình cố gắng thì nó cũng vậy, mà không cố gắng nó cũng vậy. Cái thuyết luân hồi tịnh hóa đó
nó có một ảnh hưởng rất lớn, là nó khiến chúng ta trở nên tiêu cực, khiến chúng ta không nhận trách nhiệm, và khiến chúng ta không bắt tay vào việc nhờ cải thiện cuộc sống. Cuộc sống này nó cải thiện không phải là do ở sự tự nhiên đưa đẩy, mà là do chính cái sự tu tập thắp sáng tuệ giác. Có một lần Đức Thế Tôn trước khi viên tịch, ngài nhìn chư tỳ kheo, ngài nói rằng: này chư tỳ kheo, chính vì không hiểu rõ thế nào là khổ, thế nào là nhân sinh khổ, thế nào là sự diệt khổ, và thế nào là con đường đưa sự diệt khổ, mà Như Lai và các con đã trồng luân sanh tử từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay. Thì như vậy thưa quý vị, không có cái gì nói rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ giải thoát. Và chúng ta cũng không nghĩ rằng chúng ta là một khách lữ hành ngồi trên chiếc thuyền, dù chúng ta không làm gì cả, chúng ta yên rồi nó sẽ đến bến bờ. Cuộc sống nó không phải là như vậy. Ai mà tin vào thức luân hồi tịnh hóa, là tin vào sự đưa đẩy, tin vào cái sự tiến hóa tự nhiên. Nhưng mà cái tiến hóa tự nhiên nó không có cái chỗ đứng đối với người tu tập, đối với người tu Phật. Bây giờ thì thưa vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma, câu chuyện giữa Tôn giả Ananda và Như Sĩ Sandaka vẫn còn. Chúng ta sẽ học vào tuần tới, vào bài học tới, tức là ngày thứ sáu này. Ngày mai này chúng ta sẽ trở lại với chương trình Thắng Pháp, với giáo trình Thắng Pháp. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lần thai. Dạ, con tỉnh hạnh, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đô hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bố Tha Giá. Cầu xin hộ pháp chư
sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả vì nhân sở. Tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron da lang o tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ron da lang o tu sa phang su bang ga lang ga khan tu sa Sapa-di-va-ta-sapa-sang-ka-lu-pa-ve-na-so-ti-on-du-ye-lon-pa-ra-ta-ng-vi-an-ka-ung-du-k-ta-lam-ke-ki-lam-ya-i-ho-na-de-tu-va-yum-sang-ka-lu-pa-ve-na-so-ti-on-du-ye-lon-pa-ra-ta-ng-vi-an-ka-ung-du-k-ta-lam-ke-ki-lam-ya-i-ho-na-de-tu-va-yum-sang-ka-lu-pa-ve-na-so-ti-on-du-ye-lon-pa-ra-ta-ng-vi-an-ka-ung-du-k-ta-lam-ke-ki-lam-ya-i-ho-na-de-tu-va-yum-sang-ka-lu-pa-ve-na-so-ti-on-du-ye-lon-pa-ra-ta-ng-vi-an-ka-ung-du-k-ta-lam-ke-ki-lam-ya-i-ho-na-de-